chương 800, trương ma nguyên khí. Liễu Nhu nói ra bán nguyệt ma luân một cái khác tác dụng, để vân phi dương đại hỉ không thôi. Phải biết, phi dương đại lục thiếu ma khí, nếu không, sẽ không để cho linh tộc đổi tu võ đạo. Nếu như bán nguyệt ma luân có thể ngưng tụ ra không kém gì thuần nguyên khí ma lực, bọn họ liền có thể tiếp tục tu luyện ma đạo. Không, là ma vũ song tu, làm chứng thực phải chăng có thể sinh ra ma khí, vân phi dương không kịp chờ đợi mang hạ lan phi dung nhập phi dương đại lục cũng đem một đôi bán nguyệt ma luân triệu hoán đi ra. Sư đệ, liễu nhu cũng cùng theo vào, nàng nói ra, ma khí cùng linh khí, có thể sẽ lẫn nhau mâu thuẫn, người nhất định phải phân chia mở. Có đạo lý, Vân Phi Dương lúc này nguyên niệm thao túng, đem linh tộc cư trụ địa vực đơn độc phân chia, làm chung quanh hiện ra vô hình bình chướng. Bình chướng tác dụng, vẻn vẹn ngăn cách thuộc tính, vô luận nhân loại, còn là linh tộc, đều có thể tùy ý xuyên qua, không bị hạn chế. Sau khi làm xong, vân phi dương đem một đôi bán nguyệt ma luân dung hợp lại cùng nhau nói phi nhi thôi phát bình thường hình thái ừm hạ lan phi linh niệm nhất động làm con mái hình bán nguyệt ma luân hóa thành bình thường hình thái một đôi ma khí lấy bình thường thể xuất hiện tại chủ nhân thao túng hạ cuối cùng chăm chú dính liền lên ông tư sinh đồ vật hợp thể về sau không ngừng xoay tròn dần dần hiện ra tinh thuần ma khí cũng hướng chung quanh khuếch tán thuộc tính rất nồng nặc xem xét thì không phổ thông hạ lan phi cảm nhận được khí tức tâm thần rung động nói thật mạnh ma khí vân phi dương cũng cảm nhận được hắn cả kinh nói sau so thí luyện mảnh đất ma khí ít nhất phải mạnh gấp trăm lần gấp trăm lần khái niệm gì nói đúng là bán nguyệt ma luân ngưng tụ ma khí có thể cùng tiểu thần giới thuần nguyên lực sánh ngang theo chuyên nghiệp góc độ mà nói bán nguyệt ma luân phóng thích thuộc tính cần phải xưng là ma nguyên lực liễu nhu nói các ngươi cảnh giới còn chưa đủ cao khó có thể hoàn mỹ kích phát ma khí nếu không Hình thành ma khí, tuyệt không kém gì thần lực. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. Phi Dương đại lục bên trong, nắm giữ không kém gì tiểu thần giới thuộc tính, đây là so sánh thoải mái, chỉ ít linh tộc có thể tiếp tục tu luyện ma đạo. Mà lại, tốc độ sẽ còn nhanh hơn võ đạo. Liễu Nhu nói, tuy nhiên Bán Nguyệt Ma Luân có thể ngưng tụ ra không kém gì thuần nguyên khí ma khí, nhưng phóng thích tốc độ quá chậm. Triệt để bao phủ toàn bộ linh tộc khu vực, chỉ sợ cần thời gian mấy năm vân phi dương nói thời gian không là vấn đề chỉ cần có ma khí ngọn nguồn cũng rất không tệ hắn nguyên niệm nhất động hình thành cao lớn tế đàn đem không ngừng xoay tròn bán nguyệt ma luân đặt bên trong từ nay về sau phi dương đại lục liền có cùng loại ngũ hành chi linh loại kia sinh sôi không ngừng uẩn dục ma khí ma khí ngọn nguồn phi nhi vân phi dương theo tế đàn nhảy xuống ôm hạ lan phi tại gương mặt bên trên hôn một chút nói người lính ngộ cái này đồ vật thật sự là quá tốt lại có thể làm vũ khí, lại có thể ngưng tụ tinh thuần ma khí. Hạ Lan Phi đem nghịch thiên quyết tăng lên tới thập nhất trọng, thu hoạch được ma khí, rất không tệ, không chỉ có đối linh tộc có trợ giúp, đối với mình cũng có trợ giúp rất lớn. Vân Phi dương thân kiêm ba đạo, cũng hoàn mỹ dung hợp, vô luận tu luyện cái kia một đạo, cũng có thể dùng cảnh giới để bạt. Phi dương đại lục một khi ngưng tụ ra không kém gì thuần nguyên khí ma khí, thân ở bên trong tu luyện, có bốn lần thời gian gia tốc, tuyệt đối nhanh hơn tiểu thần giới. Khủ khủ, Đột nhiên, Liễu Nhu ho nhẹ một tiếng, Vân Phi Dương lúc này mới ý thức được, Sư tỷ cũng ở tại chỗ. Hắn thả ra Hạ Lan Phi, cười nói, "Đa tạ Sư tỷ, nếu không, ta còn không biết Bán Nguyệt Ma Luân có như thế công hiệu đây." "Ta cũng không cần." Liễu Nhu nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, các ngươi làm sao tìm được Bán Nguyệt Ma Luân đâu?" Cái này, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc, tính cách không bị cản trở Hạ Lan Phi, cũng xấu hổ, dù sao, đồ vật thu hoạch được là bởi vì Âm Dương kết hợp nghịch thiên quyết trong phủ thành chủ làm liễu nhu biết được loại này tâm pháp người lâm vào trầm mặc sơ qua nàng hỏi sư đệ cái này tâm pháp là vị tiền bối kia truyền cho ngươi vân phi dương nói không tệ vị tiền bối kia cũng là hắn tiện nghi sư tôn liễu nhu cảm khái nói chỉ cần tu luyện tới cao hơn trọng cảnh liền có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn thực tại quá nghịch thiên vân phi dương cười nói sư tỷ ngươi nếu muốn học ta có thể truyền cho ngươi hắn chỉ là đơn giản giảng giải nghịch thiên quyết tác dụng nhưng cũng không nói nam sao sao dương kết hợp có thể dễ như trở bàn tay đột phá truyền cho liễu nhu mục đích không thuần nha sư đệ như thế nghịch thiên tâm pháp người sao có thể tùy ý truyền cho người khác nếu như lưu truyền ra đi hội dẫn tới họa sát thân theo liễu nhu vị tiền bối kia tâm pháp có thần kỳ như thế công hiệu không nên tùy ý loạn truyền không có nha vân phi dương nói ta chỉ truyền cho ta nữ nhân các nàng sẽ không nói ra đi nghịch thiên quyết lớn nhất đặc điểm là chia sẻ mà vân phi dương chia sẻ cho mình nữ nhân lớn nhất thu hoạch người còn là mình cho nên cũng không phải là chuyện xấu liễu nhu nao nao gương mặt ẩn ý bắt đầu nóng tên này đem nghịch thiên quyết truyền cho mình là đem mình làm hắn nữ nhân a à? sư tỷ người làm sao đỏ mặt vân phi dương nói liễu nhu vội vàng chuyển người qua đi ấp úng nói không có không có vân phi dương nói sư tỷ người có học hay không liễu nhu nói lợi hại như vậy tâm pháp đương nhiên muốn học. Vân Phi Dương mừng thầm, chỉ cần học nghịch thiên quyết, kẹt tại cái nào đó trọng cảnh, chính mình liền có thể quang minh chính đại gia mặt hỗ trợ. Ha ha ha, mẹ chứng, ta quá thông minh, Vân Phi Dương lòng mang ý đổ xấu đem nghịch thiên quyết truyền thụ cho Liễu Nhu, nghĩ thầm, muốn hay không đem âm dương kết hợp nói cho nàng. Sư đệ, người đi mau đi, Liễu Nhu nói, chính ta nghiên cứu. A, à, Vân Phi Dương rời đi, đi trên đường hắn, nhất thời có chút buồn bực, nàng là ai, trí tuệ chi thần A, đầu nhưng là tạc thông minh, vạn nhất không cần chính mình hỗ trợ, liền có thể lĩnh ngộ được thập nhị trọng cảnh đâu. Có lẽ có thể tự hành lĩnh ngộ được thập nhất trọng, nhưng tuyệt sẽ không lĩnh ngộ được thập nhị trọng. Vân Phi Dương kiên định nghĩ đến, ngoại giới đi qua hơn một tháng, Phi Dương đại lục đi qua năm tháng. Trong khoảng thời gian này, là một bọn người điên cuồng hấp thu linh thạch, đột phá đến vũ thần 9 tầng, cũng theo dựa vào lĩnh ngộ, bước vào vũ thần đại viên mãn lâm chỉ khê cùng lương âm còn trước một bước bước vào tố thể kỳ trải qua lần thứ nhất thân thể thối luyện muốn nói tiến triển nhanh nhất vẫn phải là trải qua kinh mạch tái tạo mục oanh cùng hạ lan phi vốn chỉ là vừa mới bước vào vũ thần mục oanh nhất cử đột phá đến thất trọng kẻ đến sau chiếm chỗ tốt hạ lan phi theo nửa bước vũ thần thành công bước vào vũ thần cấp cũng đạt tới vũ thần lục trọng mặc dù không đuổi kịp thần hồn giác tỉnh giả phá đa la nhưng đã mạnh hơn mặt khác sáu tên linh hoàng vân phi dương cũng một mực tu luyện Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có tấn thăng thối cốt kỳ dấu hiệu, cho nên chỉ có thể đi thỉnh giáo tông chủ. Phi Dương, cuồng ngạo thiên đứng ở diễn võ trường, nhắm mắt nói, chạy không chính mình, tưởng tượng là một cái tại thiên khung bay lượn, vô câu vô thúc chim chóc. Vân Phi Dương hơi hơi nhắm lại con ngươi, hắn dựa theo tông chủ nói, chạy không chính mình, tưởng tượng là một cái biết bay chim chóc. Cuồng Tông Tam Bảo cũng tại, dù sao, tông chủ tự mình giảng bài, cùng đi theo nghe, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Cuồng ngạo thiên nói, hít sâu, hô, mọi người làm theo, khí vận đan điền, mọi người tiếp tục làm theo. Phốc, đột nhiên, vang dội cái giám âm thanh truyền đến, cuồng ngạo thiên lông mi giãn ra, hài lòng nói, dễ chịu. Phù phù, vân phi dương cùng đầu tất bọn người mới ngã xuống đất, bị hun miệng sùi bọt mép. chương 801, chương thối cốt, thời gian như nước chảy róc rách mà qua, bất chi bất giác, xuân đi xuân tới, vân phi dương lại tại cuồng tông vượt qua hơn một năm. Giờ phút này hắn, thân thể tại phi dương đại lục, xếp bằng ở bán nguyệt ma luân không ngừng xoay tròn tế đàn bên trên, trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười. Ngoại giới một năm, nơi này đi qua bốn năm, bán nguyệt ma luân không ngừng phóng thích, ma khí đã toàn bộ bao trùm toàn bộ linh tộc sinh tồn khu vực. Vân phi dương không cần tại tiểu thần giới tu luyện, chỉ muốn ở chỗ này, ngừng luyện ma nguyên khí, một dạng có thể đề bạt cảnh giới cùng lực lượng. Linh tộc tộc nhân cũng rốt cục có thể tiếp tục tu luyện ma đạo, đồng thời có rất nhiều người ngưng tụ ra ma nguyên hạch rất khó tưởng tượng, làm linh tộc tộc nhân toàn diện chuyển hóa làm ma nguyên hạch, tiến hành ma vũ song tu, sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương xếp bằng ở tế đàn bên trên, trọn vẹn thời gian vài ngày. Đột nhiên, quanh người hắn hiện ra khí thế mênh mông, như bốc lên sóng biển, hướng bốn phía lan tràn. Đang hạ lan thành tu luyện hạ lan phi, cảm nhận được cỗ khí tức kia, cười nói, hắn rốt cục muốn đột phá sao. Vâng, Vân Phi Dương muốn đột phá, nhưng mà, chỉ là theo tố thể kỳ 9 tầng, đột phá đến thối cốt kỳ, bởi vì, hắn cảnh giới, bị kẹt hơn một năm. Hưu, Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động, xuất hiện tại cuồng tông, bình tâm tĩnh thần, nghênh đón đến chậm đột phá. Thật mạnh tấn cấp khí tức, ta dựa vào, Phi Dương ca rốt cuộc muốn đột phá. Làm một bọn người nhao nhao bốn phía, trên mặt đều treo mừng rỡ. Tiểu thần giới trong một năm, bọn họ lần lượt đột phá đến tố thể kỳ. Nhưng Vân Phi Dương chậm chạp không có đột phá, để bọn hắn càng sốt ruột, bây giờ muốn đột phá, cũng triệt để buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương thân kiêm ba đạo, cảnh giới đề cao, thực lực nổ tung đề bạt, đại giới là, tấn cấp cao tầng thứ, so người khác khó khăn rất nhiều lần. Đây cũng là không có cách nào. Yêu nghiệt, Yến Sơn tuyết tự lẩm bẩm chỉ dùng thời gian một năm, liền muốn đột phá thôi cốt kỳ. Tại Lam Mục chờ trong mắt người, cái tốc độ này rất chậm, nhưng ở trong mắt nàng lại cực nhanh, bởi vì tiểu thần giới thiên tài đứng đầu, cũng phải cần 35 năm A. À cuồng ngạo thiên bay trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn hắn hy vọng vân phi dương có thể tại tông môn thiên tài thi đấu thời điểm đột phá đến tố thể kỳ 9 tầng bây giờ đây khoảng cách thiên tài thi đấu còn có một năm vân phi dương lại muốn đột phá đến thối cốt kỳ rõ ràng siêu nhiên mong muốn tứ sư đệ muốn đột phá chúng ta đi xem một chút đậu tất cùng làm xấu ba người chạy tới dùng hơn một năm thời gian phương mới bắt đầu tấn cấp vân phi dương đối toàn bộ cuồng tông mà nói là một kiện đại sự hừ Thao thiết ngồi xổm tại thạch đầu bên trên, nuốt mất một khỏa linh thạch, khinh bỉ nói, lâu như vậy mới đột phá, thật sự là cặn bã. Liễu Nhu nói, người cũng thức tỉnh hai năm, linh thạch không ăn ít, thực lực vẫn chưa khôi phục một phần mười, còn có mặt mũi nói ta sư đệ. Thao thiết yên lặng, vân phi dương lập tại diễn võ trường, linh đài một mảnh thư thái, bên trong thân thể thuần nguyên lực, không ngừng cường đại, cùng dòng nhập toàn thân cốt cách bên trong. Tố thể kỳ, tạo nên nhục thể, thối cốt kỳ, còn là dựa vào thuần nguyên lực đến thối luyện xương cốt, làm càng cường đại. Răng rác, đột nhiên, Vân Phi Dương thân thể truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụn âm, thân sắc hắn giữ tợn, cắn chặt răng, không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Phi Dương ca xương cốt đoạn, là mục chờ người thất kinh, đậu tất chân thành nói, đây chỉ là bắt đầu, chỉ là bắt đầu, làm người tới làm xấu, nhớ lại chính mình đã từng trải qua, khổ sở nói, xương cốt toàn bộ đứt gãy đều xem trọng tố, mới có thể bước vào thối cốt kỳ mẹ ta nha, toàn đoạn, là mục lệnh run, nhân thể cốt cách, chung 206 khối, cái này muốn toàn đoạn, đến trải qua cái dạng gì thống khổ a à. Giang giác, giang giác, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bên trong thân thể lần nữa chuyển đến đứt gây âm thanh, giống như đùng đùng sao không dứt pháo cối. Hai cánh tay hắn toàn bộ đứt gãy, loại đau khổ này đột kích, làm toàn thân hiện ra mồ hôi lạnh. Lâm chỉ khê chờ nữ tâm thương yêu không dứt, nhưng nghĩ tới đây là tấn cấp nhất định phải trải qua thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Giang rắc giang rắc cốt cách đứt gãy âm thanh đại diễn võ trường truyền lại mà Vân Phi Dương toàn thân cốt cách, cơ bản đều vỡ vụn. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn cắn chặt răng, không có phát ra thống khổ thanh âm. Lợi hại, ta sư đệ, đậu tất cùng làm xấu ba người bội phục không thôi, bọn họ trải qua loại này gãy xương tra tấn lúc, nhưng là đau ngao ngao gọi bậy, thậm chí, đều đau khóc cái này cái này tính là gì? Vân Phi Dương cắn răng, nói thầm, lão tử bị trấn áp một vạn năm, vẫn như cố gắng ngượng qua đến. Răng rắc, răng rắc, cốt cách còn tại đứt gãy, trên người hắn bắp thịt cũng bắt đầu biến dạng. Rất nhanh, cốt cách đứt gãy dừng lại, bắt đầu tiến hành tái tạo, Vân Phi Dương cũng dần dần theo trong thống khổ trở nên ung dung. Tấn cấp, đậu tất bọn người cười rộ lên, nhưng mà, nhưng vào lúc này, đứt gãy âm thanh lần nữa chuyển đến, Vân Phi Dương tái tạo cốt cách, lại vỡ vụn tình huống như thế nào? Đậu tất một mặt ngốc trệ, rõ ràng đã thối cốt hoàn tất, là sao lại bắt đầu đoạn? Cuồng ngạo thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải là lần thứ hai thối cốt. Lần thứ hai thối cốt, đậu tất cùng làm xấu há to mồm, tố thể có thể cho bắp thịt càng có lực lược, phòng ngự mạnh hơn, thối cốt còn có thể cho gân cốt càng mềm dẻo, để thân thể càng linh hoạt. Từ xưa đến nay, bình thường bước vào thối cốt kỳ võ giả, đều cần trải qua một lần thối cốt, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, có có thể sẽ trải qua lần thứ hai thối cốt không hề nghi ngờ trải qua lần thứ hai thối cốt về sau võ giả gân cốt dẻo dai cùng linh hoạt độ hội càng mạnh từng có cường giả làm qua điều tra ra kết luận lần thứ hai thối cốt võ giả tại tốc độ thậm chí về sau phi hành bên trên đều so một lần thối cốt võ giả nhanh đương nhiên tiểu thần giới võ giả ngàn ngàn vạn trải qua lần thứ hai thối cốt võ giả cực kỳ hiếm thấy tỷ lệ không khác gì nhiều vì 100 ngàn tên võ giả mới có thể xuất hiện một cái Vân Phi Dương tiến hành lần thứ hai thối cốt, là chuyện tốt, nhưng lần này thống khổ, lại so trước đó mãnh liệt hơn. Tứ sư đệ, chịu đựng, chỉ cần vượt đi qua lần thứ hai thối cốt, người về sau liền sẽ chạy nhanh hơn người khác. Đậu tất cùng làm xấu vì góp phần trợ uy, Phi Dương ca, chịu đựng, làm một mấy người cũng theo quát lên. Tại mọi người cổ vũ hạ, Vân Phi Dương toàn thân cốt cách lần nữa đứt gãy cũng bắt đầu tái tạo, mà thống khổ cũng dần dần tiêu trừ. Cuồng ngạo thiên cười rộ lên. Kẻ này trải qua lần thứ hai thối cốt, phương diện tốc độ, khẳng định sẽ xuất sắc hơn, dù là đánh không lại cảnh giới cao cường giả, cũng có năng lực chạy trốn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tái tạo hoàn tất cốt cách, lần nữa vỡ nát. Giác, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, dù là hóa thần cảnh đại viên mãn cuồng ngạo thiên, cũng là trường to mắt, khó có thể tin nói, ba ba lần thối cốt. Ba lần, sai, 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 làm Vân Phi Dương cốt cách lại một lần đứt gãy cùng lại một lần tái tạo về sau, lần thứ tư thối cốt tiếp trọng mà tới a à, hắn rốt cục khó có thể chịu đựng loại kia càng mãnh liệt thống khổ thần sắc dữ tợn hét thảm lên mẹ ta nha tứ sư đệ hắn vẫn là người a à, vậy mà tại trải qua bốn lần thối cốt đậu tất bọn người từng cái ngốc như con gà võ giả lần thứ hai thối cốt liền đã rất trâu bò mà trải qua bốn lần thối cốt vậy đơn giản không dám tưởng tượng chương 802, trăm chương chiến thần tôn nghiêm chín lần thối cốt cốt cách đứt gãy thanh âm tại Bắc Huyền diễn võ trường lần lượt vang lên, cuồng ngạo thiên đám người trên mặt, đã triệt để ngưng kết. Bốn lần thối cốt, sai, sai sai, sai sai sai, Vân Phi Dương trải qua năm lần cốt cách đứt gãy cùng tái tạo về sau, giờ phút này, đang trải qua lần thứ sáu thối cốt. Mỗi lần cốt cách tái tạo, hắn gân cốt thì sẽ cường đại hơn, lần nữa vỡ vụn, cũng sẽ thống khổ hơn. Giờ phút này hắn, thống khổ quỳ một chân trên đất, bắp thịt toàn thân vặn vẹo, từng cái từng cái gân xanh xuất hiện, không ngừng truyền ra như giết heo kêu thảm. Lâm chỉ khê nắm thật chặt ngọc thủ, trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Nàng mặc dù không có thể nghiệm qua 6 lần gãy xương thống khổ, nhưng qua nét mặt của Vân Phi Dương bên trong có thể cảm thụ được. Vân Đại ca, Mục Oanh đã khóc thành nước mắt người, lương âm cùng lăng xa la cũng là nhìn đau lòng không thôi, nhưng cũng bất lực. Nếu như có thể, các nàng hy vọng chính mình khả năng Vân Phi Dương tiếp nhận loại kia thối cốt thống khổ. Tông chủ, đậu tất nuốt một miếng nước bọt, lo lắng nói tứ sư đệ không có vấn đề đi. Làm xấu cùng hàng cô cũng là một mặt nghiêm nghị, sợ Vân Phi Dương chịu không được, trực tiếp ở ra dám đi qua. Cuồng ngạo thiên rất bực bội, hắn mặt lạnh lấy, nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Sáu lần thối cốt, tại tiểu thần giới gần như không tồn tại, dù là hóa thần cảnh đại viên mãn tông chủ, cũng không biết, tiểu tử này là không có thể chịu nổi. a à, Vân Phi Dương lần nữa hét thảm lên, bình thường thối cốt, chỉ làm cho xương cốt đứt gãy tái tạo, Trải qua lần thứ sáu hắn không phải đứt gãy là vỡ vụn rất nhanh tái tạo hoàn tất. Trải qua sáu lần ngươi tốt vân phi dương gần cốt càng thêm mạnh mẽ càng có dẻo dai tuyệt đối siêu nhiên phổ thông thối cốt kỳ mấy lần. Bất quá chỉ là thoải mái lát nữa lần thứ bảy thối cốt đúng hẹn mà tới vân phi dương lần nữa thống khổ hét thảm lên một khắc này cốt cách đứt gãy thống khổ thực tại khiến người ta khó có thể chịu đựng nếu như đổi lại phổ thông võ giả chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi. Vân Phi Dương tại trải qua thối cốt lúc, lập hào hán vũ trụ bên trong ông lão áo tím nói, kẻ này trải qua, để cho ta hồi tưởng lại, năm đó ở cô độc địa ngục, trải qua tam tai cửu kiếp. Tiểu tử, hắn ngưng trọng nói, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, hy vọng người có thể chịu đựng được. Giang giác, Vân Phi Dương thể khung xương, lần thứ tám vỡ vụn, mà lần này vỡ vụn trình độ, sau trước đó càng mãnh liệt hơn. Hắn quỳ một chân trên đất, kịch liệt thống khổ, lộng hành quấy rối tư duy làm càng ngày càng mơ hồ có tùy thời ngất khả năng phiền phước tông chủ làm sao bây giờ a à? làm một cùng đầu tất bọn người gấp bọn họ nhìn ra được phân phi dương đến cực hạn lại như thế ngâm đi xuống sợ muốn xuất sự tình cùng ngạo thiên so với bọn hắn gấp hơn nhưng là chính mình nên làm như thế nào xuất thủ đi quấy nhiễu hắn thối cốt nhưng là nếu như ảnh hưởng hắn tấn cấp cảnh giới vĩnh viễn thẻ tại nguyên chỗ thì phiền toái hơn tông chủ Ngài nhanh nói một câu a. À, Tứ sư đệ, sợ muốn nhịn không được, nhanh nghĩ một chút biện pháp, không phải vậy sẽ chết người. Đậu tất bọn họ càng ngày càng nhanh, Lâm Chỉ khê mấy người cũng là lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể đem ánh mắt đặt tại Cuồng Ngạo Thiên trên thân, ở thời điểm này vẫn là muốn dựa vào hắn quyết định. Quản chẳng phải nhiều, Cuồng Ngạo Thiên một bước phóng ra, hướng Vân Phi Dương tiến lên. Chờ ngại cảnh giới thì chờ ngại, dù sao không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đệ tử thống khổ mà chết. Đừng đừng tới đây, đột nhiên, Vân Phi Dương thống khổ nói ra ta. Có thể gánh vác được, rát, cuồng ngạo thiên ngừng chân, hắn nắm quyền đầu, nói tiểu tử, không được thì đừng xính cường. Vân Phi Dương giữ tợn cười rộ lên, mọi người ngạc nhiên, tên này còn bật cười, hắn không sợ chết sao. Trên cái thế giới này, là người đều sợ chết, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ, nhưng nếu như ngay cả điểm ấy đau nhức đều chịu không được, đó cùng chết không có gì khác biệt. Ba, hắn lắc lư bắt đầu tái tạo tay phải, dán trên mặt đất, một tiếng thống khổ gầm thét hạ, gian nan đứng lên. Ta gọi Vân Phi Dương, ta là thần giới tam đại chiến thần đứng đầu, dù là đắc tội chư thần, cũng không có khuất phục qua. Dù là bị trấn áp một vạn năm, thân thể cùng linh hồn gặp vô tận tra tấn, cũng có thể nhịn thụ. Chỉ là thối cốt, coi như hắn mẹ cái rắm Vân Phi Dương kéo lấy rách nát thân thể, lập tại diễn võ trường bên trên, quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. Cuồng ngạo thiên thấy thế, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, Thời khắc đó, Vân Phi Dương tán phát khí tức, để hắn cảm thấy có chút ngạt thở, phảng phất thấy là trí tôn. Không, là thiên tôn, Vân Lịch Thần sắc nghiêm nghị, cái bóng lưng này, cái này khí tức, để hắn nhớ tới cái kia từng lập tại thiên ma tỉnh hạ, đại sát tứ phương chiến thần. Liễu Nhu nhẹ nhàng chọn một phía dưới tóc xanh, cười nói, đây mới là hắn nên tức giận hơi thở, đây mới là cái kia để ma tộc nghe tin đã sợ mất mật nam nhân. Đáng giận, thao thiết khó chịu nói, tên này nếu có cùng khí thế bằng nhau thực lực, Bản vương trạng thái toàn thịnh, chưa chắc là đối thủ của hắn. Trải qua 8 lần thối cốt Vân Phi Dương, bị kích phát chiến thần uy nghiêm, lập tại diễn võ trường, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Nhưng mà, lần thứ 8 cũng không phải là điểm cuối, cũng không lâu lắm, Vân Phi Dương trải qua lần thứ 9 thối cốt, lần này thối luyện khiến cho hắn cốt cách toàn bộ nát vì bột phấn. Loại đau khổ này đã vượt qua nhân loại, thậm chí là thần cực hạt, nhưng Vân Phi Dương lại vẫn đứng vững. Cốt cách vỡ vụn thành bụi phấn còn có thể đứng thẳng, là chiến thần ngạo cốt cùng tôn nghiêm đang chống đỡ. Dù là toàn thân vỡ nát, dù là thương thiên sụp đổ, chiến thần Vân Phi Dương, đứng ở đại địa, sẽ không ngã xuống. Cuối cùng, cốt cách lần thứ 9 tái tạo hoàn tất, thối cốt cũng triệt để tuyên bố kết thúc. Thống khổ biến mất dần sau, Vân Phi Dương khóe miệng dơ lên mỉm cười. Xoát, thân thể thẳng tắp cắm đi qua, người cũng triệt để hôn mê. Phi Dương, lâm chỉ khê thân hình lóe lên, đem Vân Phi Dương ôm vào trong ngực, trong đôi mắt đẹp rơi ra rét lạnh nước mắt. Mục oanh cùng lương âm cũng bốn phía, từng cái khóc đỏ mắt. Cuồng ngạo thiên nguyên niệm bao phủ vân phi dương, gặp hô hấp đều đặn, chỉ là đã hôn mê, nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ là, nghĩ tới tên này trải qua chín lần thối cốt, thân hình thoát một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Mẹ trứng, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, vân phi dương thuận lợi bước vào thối cốt kỳ, tuy nhiên bất tỉnh đi, nhưng không thể nghi ngờ tại tiểu thần giới sáng tạo trên đời chấn kinh kỳ tích. Có võ giả, trải qua lần thứ hai thối cốt, có thể sẽ nói khoác mấy chục năm. Có võ giả, trải qua ba lần thối cốt, có thể sẽ nói khoác cả một đời. Không có ý tứ, ca, trải qua chín lần thối cốt, có hay không có thể thổi tới trời đất tối tăm. Đương nhiên, Vân Phi Dương bây giờ nghĩ thổi cũng thổi không, chỗ hắn tại trạng thái hôn mê, chín lần thối cốt sự việc, cũng bị cuồng ngạo thiên hạ lệnh, không truyền ra ngoài. Chín lần thối cốt, quá kinh khủng, một khi truyền đi, kinh động cường giả, Đem Vân Phi Dương cướp đi tiến hành võ đạo nghiên cứu thì phiền phức. Đổi lại dĩ vãng, môn hạ đệ tử có người tiến hành nhiều lần thối cốt, cuồng ngạo thiên hận đến để toàn thế giới võ giả đều biết. Nhưng Vân Phi Dương chín lần thối cốt quá kinh khủng, khủng bố đến để cuồng ngạo thiên cũng không dám truyền đi. Đương nhiên, cuồng tông bên trong mọi người chờ ở chờ Vân Phi Dương thức tỉnh, chờ mong tên này trải qua 9 lần thối cốt về sau, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Chương 803, chương sau khi đột phá, trận đầu tả tư âu. Vân Phi Dương hôn mê ba ngày ba đêm còn không có thức tỉnh, Lâm chỉ khê một mực đang chiếu cố hắn, không có rời phòng nửa bước. Két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mục Oanh từ bên ngoài đi tới, nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ ngươi đi, ta tới chiếu cố Vân Đại ca. Không có việc gì, Lâm chỉ khê mặc dù có chút dã rời, nhưng lại không yên lòng Vân Phi Dương, vẫn kiên trì. Mục Oanh ngồi trên ghế, nhìn xa xa, oanh oanh, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? lâm chỉ khê phất phất tay nói tới nha mục oanh không có đi qua dưới cái nhìn của nàng lâm chỉ khê là vân phi dương vị hôn thê lẽ ra ngồi tại cạnh giường chính mình có thể đi vào phòng liền đã thỏa mãn lâm chỉ khê như là cũng hiểu rõ mình tại nơi này sẽ để cho nàng càng câu nệ vì vậy nói oanh oanh ta có chút mệt mỏi đi nghỉ trước ngươi đến chiếu cố hắn đi lâm tỉ tỉ ta nhất định sẽ chiếu cố tốt vân đại ca mục oanh đứng lên đưa tiến lâm chỉ khê ra khỏi phòng lương âm còn cùng lăng sa la lập ở trước cửa hai nữ ngày ngày chờ ở bên ngoài lại không dám tiến vào các nàng cùng ngục oanh tâm tính không khác gì nhiều cho rằng lâm chỉ khê mới là vân phi dương danh chính ngôn thuận nữ nhân hắn không có sao chứ lương âm hỏi lâm chỉ khê nói vào xem chẳng phải sẽ biết lương âm cùng lăng sa la khẽ giật mình nhưng rất mau trở lại qua thần cùng nhau đi vào phòng lâm chỉ khê lắc đầu thầm nghĩ tên kia đến cùng có cái gì tốt để cho chúng ta như thế mong nhớ cùng lo lắng. Lâm tỷ tỷ, mục oanh tại gian phòng mừng rỡ hô, Vân đại ca tỉnh. Vân đại tiện thần theo trong hôn mê tỉnh lại, khi hắn vừa mới mở ra con ngươi, liền thấy Lâm Chỉ Khê chờ nữ nhìn mình chằm chằm. Cái này mới là cuộc sống bên thắng nha, vừa mở mắt thì có nhiều mỹ nữ như vậy ở bên người, đổi lại người khác, ước gì ngày ngày hôn mê đây. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Vân Phi Dương đứng dậy, lắc lắc cánh tay cảm giác vô cùng nhẹ nhàng cùng linh hoạt song quyền một nắm mạnh mẽ lực lượng ở trong kinh mạch ngưng tụ sau đó cười rộ lên chúng nữ gặp hắn cười bình thường lo lắng trong lòng triệt để buông xuống ta hôn mê bao nhiêu ngày ba ngày ba đêm lâu như vậy vân phi dương nhìn về phía chúng nữ xin lỗi nói thật xin lỗi để cho các ngươi lo lắng cát lương âm bĩu môi nói người nào lo lắng ngươi nói ngạo kiều quay người rời đi lăng sa la nói ta còn có thuốc độc muốn luyện chế ta đi trước mục oanh cười nói vân đại ca ta đi tu luyện người nghỉ ngơi thật tốt lâm chỉ khê không nói chuyện nhưng mà rời đi rất nhanh gian phòng bên trong chỉ còn lại có vân phi dương một người không phải đâu hắn sụp đổ nói ta vừa thức tỉnh nha vẫn là người bị thương các ngươi liền không thể quan tâm ta lát nữa a à. hôm sau vân phi dương ra khỏi phòng chín lần thối cốt sinh ra cảm giác mệt mỏi tại hôn mê lúc tiêu trừ hiện tại hắn có thể nói tinh thần vô cùng phấn chấn. Là một bọn người còn hưng phấn xông lại, nói, phi dương ca, người không sao chứ. Không có việc gì, vân phi dương vỗ ngực một cái. Hắc hắc, là một xoa xoa tay, nói, đi Di diễn võ trường qua khảo nghiệm lực lượng chứ sao. Đi, vân phi dương lúc này hướng diễn võ trường bước đi, hắn cũng muốn biết, đột phá đến thối cốt kỳ chính mình, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Đậu tất cùng làm xấu ba người cũng chạy tới, nhìn thấy tứ sư đệ không có việc gì, nhất thời buông lỏng một hơi tông chủ tiểu tử kia tỉnh trong thư phòng tả tư âu cười nói cái này cuồng tông trưởng lão bị cứu sau khi trở về một mực bế quan liệu thương mấy ngày gần đây nhất xuất quan cuồng ngạo thiên thủ tại phía trước cửa sổ nói lão tả đi thử xem tiểu tử này thực lực tả tư âu nói giao cho đậu tất bọn họ không là được còn cần đến ta cái này trưởng lão xuất mã cuồng ngạo thiên nói ba tên kia không phải phi dương đối thủ tả tư âu ngạc nhiên Đầu tất gần đây đột phá đến luyện tâm kỳ 9 tầng, làm xấu cùng hạng cô cũng bước vào luyện tâm kỳ, lại không phải tiểu tử này đối thủ. Hắn nói, nói đùa sao? Cuồng ngạo thiên liền nói, dù là người cái này hư không cảnh, không sử dụng nhất định thực lực, muốn cầm xuống hắn cũng không dễ dàng. Tả tư âu khóe miệng co giật, trên diễn võ trường, vân phi dương thủ tại chắc khí thạch trước, vô số ánh mắt, đều đang ngó chừng hắn, suy đoán, tên này có thể đánh ra mạnh cỡ nào lực lượng. Hô, vân phi dương hít sâu, khí vận đan liền, nắm tay phải nắm thật chặt, bàng bạc bà thuần nguyên lực cấp tốc ngưng tụ. Xoát, đột nhiên, tả tư Âu bay lượn mà đến, hữu trưởng vung lên, ngưng tụ ra ba ngàn trọng thuần nguyên lực đập tới. Ừm, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, lúc này dịch ra một bước, hơi hợt trốn đến mấy trượng bên ngoài. Ngoả tào, như thế tiêu sái, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn, Vân Phi Dương cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là bản năng tránh né. Một bước phóng ra, lại lui xa như vậy hào tiểu tử, tả tư Âu nói, né tránh vẫn rất tiêu sái. Nói, cùng nộ chi quyền thi triển, quyền nhanh tăng tốc, thuần nguyên lực tăng lên tới 5.000 trọng. Vân Phi Dương không có tránh, hắn dẫm lên điên bộ pháp, vung vẩy diệp khai phong quyền cùng trưởng lão quấn đấu. Bành bành, trong nháy mắt, hai người đánh hơn 10 chiêu, làm người xem, là một cùng đậu tất bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ thực tại nhìn không hiểu, Vân Phi Dương đến cùng đang thi triển quyền pháp, vẫn là tại loạn đả một trận. Tả tư Âu lui giữ nói, số tiểu tử, người đây là cái gì quyền pháp? Hắn đánh cực kỳ biệt khuất, bởi vì tiểu tử kia quyền pháp, không có quy luật chút nào mà theo, hoàn toàn tựa như người điên, thậm chí có mấy lần, hiểm bị đánh trúng. Vân Phi dương sờ mũi một cái, cười nói, ta cái này gọi là, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nói, lần nữa thi triển diệp khai phong quyền đập tới, vẫn như cũng không có thói quen có thể nói, vẫn như cũng cho người ta điên điên khùng khùng cảm giác. Cuồng ngạo thiên ngạc nhiên nói, thật cổ quái vũ kỹ. Vị tông chủ này, cũng bị Vân Phi Dương Diệp khai phong quyền cho kinh hãi nói. Bành bành, Vân Phi Dương cùng tả tư Âu lại đấu mười mấy chiêu. Quan chiến đậu tất ngưng trọng nói, tứ sư đệ quyền pháp, hoàn toàn không đứng đắn, lại biến hóa ngàn vạn, đổi thành ta, chỉ sợ chịu không được mấy cái hợp. Đại sư huynh không được, làm xấu cùng hạng cô thì lại càng không cần phải nói. Số tiểu tử, tả tư Âu bị đánh càng phiền muộn, hắn lần nữa lui giữ, quát ta muốn bạo phát chân long chi lực. 5.000 trọng thuần nguyên lực, rất khó chiếm được tiện nghi, chỉ có thể động dụng chân long chi lực. Vân Phi Dương cười nói, trưởng lão, vừa mới đối chiêu, với ta mà nói, chỉ là đơn giản làm nóng người. Đây đủ cuồng, tả tư Âu ngưng tụ nhất trọng chân long chi lực, lần nữa tiến lên, quyền đầu bên trong hiện ra một đầu như ẩn như hiện hình rồng hình dáng. Đây cũng là chân long chi lực, chân long kỳ trở lên cường giả thi triển đi ra, có thể dùng mắt thường quan sát được, đương nhiên, hình rồng hình dáng xuất hiện, căn cứ võ giả tự thân yêu thích. Có người muốn trang bê, hội bộc phát ra từng cái từng cái chân long hình thái, có người không nghĩ tới bại lộ thực lực, chọn ẩn ở vô hình. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, chính diện nghênh đón, quyền pháp thi triển hạ, bạo phát lực lượng, lại không kém gì đối phương. Cuồng Ngạo Thiên nói, hắn thuần nguyên lực, chỉ ít tại vạn trường. Không tệ, Vân Phi Dương hiện tại bạo phát thuần nguyên lực, đã đạt tới vạn trường, tuy nhiên cường độ không bằng tả tư âu, nhưng khí thế lại ngang hàng. Nói cách khác, tên này hiện tại nếu có phá toái cảnh đại viên mãn cảnh giới, lập tức liền có thể chuyển hóa chân long, bước nhập hư không cảnh. Tứ sư đệ quá mạnh, đậu tất chấn kinh, hắn cái này luyện tâm kỳ 9 tầng, ỉ vào cuồng kinh cùng cuồng kỹ, mới bộc phát ra hơn 6 ngàn trọng thuần nguyên lực nha. Làm xấu cảm khái nói, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là tứ sư đệ đối thủ. Hạng cô che ngực, sụp đổ nói, thật là khó chịu, muốn khóc chương 804, 6, chương trưởng lão, đa tạ, đi vào cuồng tông chỉ có hơn 2 năm vân phi dương, lấy thối cốt kỳ một trọng cảnh giới, nắm giữ vạn trượng thuần nguyên lực, phần này cường hãn, đã kích động tất ba người, có muốn khóc xúc động. Nhưng mà, đã kích còn ở phía sau, tả tư Âu mặc dù vận dụng nhất trọng chân long chi lực, vẫn không có ở trên thực lực áp chế vân phi dương, vừa đi vừa về đấu mấy chục chiêu, càng đánh càng phiền muộn. Giờ khắc này, Diệp Khai Phong quyền giá chỉ thể hiện, không có tuyệt đối lực lượng tới áp chế Vân Phi Dương, cùng hắn cận thân đánh nhau. Buồn nôn, cũng có thể buồn nôn người chết, bành, lại đối một chiêu về sau, tả tư Âu lui lại, nói tiểu tử, người quyền pháp này quá quái lạ, bản trưởng lão muốn tiến hành viễn trình công kích. Xoát, vừa dứt lời, lăng không bay lên, treo giữa không trung bên trên, song quyền một nắm, màu cam cuồng khí gào thét mà ra. Hiển nhiên, hắn đã đem cuồng kinh lĩnh ngộ được địa giai tầng thứ. Tả tư Âu lập giữa không trung, hai tay cấp tốc đánh ra kết ấn, từng đạo từng đạo màu cam lưu quang, tại quanh thân ngưng tụ, cũng dần dần mở rộng. Đây là, độ tất cả kinh nói, cuồng oanh loạn tạc, ta dựa vào, trưởng lão đùa thật a à, làm xấu cùng hàng cô trừng to mắt, cuồng oanh loạn tạc là cuồng tông một loại khác vũ ký, đặc điểm ở chỗ, có viễn trình công kích, cùng viễn trình oanh tạc. Tả tư Âu tuy nhiên chỉ đem lĩnh ngộ đến huyền giai cao phẩm mức độ, nhưng phối hợp cuồng kinh, tuyệt không kém gì địa giai. Ha ha ha, cuồng ngạo thiên cười to nói ta liền nói không nghiêm túc rất khó giải quyết tiểu tử kia người còn không tin mắt thấy tả tư âu quanh thân ngưng tụ màu cam lưu quang vân phi dương cười nói trưởng lão này mới đúng mà không phải vậy đánh tới đánh lui rất không có ý nghĩa tên này mọi người nhao nhao sụp đổ dám như thế khiêu khích hư không cảnh phân nguyên kỳ trưởng lão tên này đột phá về sau cuồng hơn a à. hào tiểu tử tả tư âu vung tay lên màu cam lưu quang cực tốc bay ra số lượng chừng mấy trăm, trong nháy mắt bao phủ vân phi dương chỗ mấy trượng phạm vi. Mỗi cái lưu quang lực lượng, chỉ có hai ba ngàn trọng thuần nguyên lực, nhưng là nhiều, dù là bị mệnh chung một phần mười, cũng muốn không may. Nhưng mà, vân phi dương không có chút nào kiên kỵ, tại lít nha lít nhít lưu quang oanh đến thời khắc, còn có thời gian ép chân. Cuồng ngạo thiên khóe miệng co giật nói, tên này, xoát, đột nhiên, vân phi dương bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, loại kia tốc độ, nhanh đến để đầu tất bọn người không có cảm thấy được ầm ầm cuồng oanh loạn tạc hạ trên diễn võ trường bên trong dơ lên bụi đất mặt đất hình thành từng cái lớn chừng bàn tay hố đợi bụi đất rơi xuống mọi người không có gặp vân phi dương một mặt ngây người nói người khác đâu nhưng mà đứng ở giữa không trung tả tư âu còn chừng to mắt bởi vì nguyên niệm phóng thích bắt được vân phi dương hắn trên mình phương trưởng lão vân phi dương cười nói người cuồng oanh loạn tạc tốc độ quá chậm mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn đi gặp tên này treo giữa không trung trợn mắt líu lưới cùng kêu lên hoảng sợ nói, bay lên. Tại tiểu thần giới, chỉ có đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, mới có thể thoát ly trọng lực, làm đến ngao du phi hành. Vân Phi Dương cứ như vậy treo ở tả tư Âu trên không, không có đi xuống ý đồ đến nghĩ, tuyệt đối là bạo tạc tính rung động. Ngoả tào mau nhìn, cuồng nhân cốc bên trong, có võ giả chỉ cuồng tông phủ đệ, cả kinh nói, Vân Phi Dương bay lên. Xoát xoát, nội thành võ giả, đưa mắt nhìn lại, phát hiện Vân Phi Dương treo lơ lửng giữa trời, trong nháy mắt tựa như chúng nguyền rủa tập thể hóa đá tại chỗ. Tên này đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, ta nhớ được, hắn một mực kẹt tại tố thể kỳ 9 tầng, không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến đại viên mãn A. Vân Phi Dương treo lơ lửng giữa trời, thật giống như bom, rơi vào cuồng nhân cốc bên trong, khiến cho nội thành triệt để nổ tung. Cuồng ngạo thiên bình tĩnh nói, hẳn là trải qua 9 lần thối cốt, để hắn nắm giữ phi hành thuật lực. Đoán sai, Vân Phi Dương cũng không có phi hành năng lực, nhưng, trải qua 9 lần thối cốt, thân thể càng nhẹ nhàng, phiêu giật, có thể ở giữa không trung tiến hành ngắn ngủi đình trệ. Cái này đã phi thường châu bò, thử hỏi, toàn bộ tiểu thần giới, còn có ai có thể tải thối cốt kỳ, dựa vào tự thân, thoát khỏi thiên địa trọng lực, làm đến ngắn ngủi treo lơ lửng giữa trời. Không có người, dù là siêu nhất lưu đi ra siêu nhất lưu thiên tài, cũng không thể nào làm được điểm này. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương cực tốc lao xuống, ngưng tụ nắm tay phải, đánh phía tả tư Âu, cũng quát trưởng lão, ăn ta cuồng nộ chi quyền. Vù vù, gió lạnh gào thét, quyền đầu bên trong ngưng tụ ra cuồng khí, tím đậm bên trong pha tạp lấy một chút màu cam. Cuồng ngạo thiên nói, hắn đem cuồng kinh lĩnh ngộ được huyền giai cao phẩm. Tả tư Âu cũng là khiếp sợ không thôi, phải biết, hắn đem cuồng kinh lĩnh ngộ được huyền giai cao phẩm, dùng thời gian mấy chục năm. Ha ha, tả tư Âu lên tiếng cười một tiếng, đồng dạng ngưng tụ phẫn nộ một quyền, chính diện nghinh đón, nói tiểu tử, liền để bản trưởng lão nhìn một chút, người thực lực chân chính đi. Vù vù, màu cam cuồng khí tại quyền đầu bên trong xuất hiện, hóa thành hai đầu như ẩn như hiện gào thét chi long. Ưng ừ ực, ừ, đậu tất nuốt một miếng nước bọt, nói trưởng lão vận dụng hai trọng chân long chi lực. Sư đệ có thể gánh vác được sao? Làm xấu cùng hạng cô nhao nhao khẩn trương lên, vù vù, một cái theo lên từ dưới, một cái từ dưới đi lên, cuối cùng, tại mọi người mắt thấy hạ, xong quyền oanh cùng một chỗ. Oanh, trên diễn võ trường khoảng không truyền đến tiếng vang, cũng trong thành quanh quẩn, ngoại giới võ giả còn từng cái hãi hùng khiếp vía, bởi vì bọn họ rốt cuộc minh bạch, Vân Phi Dương tại cùng Tả Tư Âu giao thủ. Nói đùa sao, một cái vừa mới nhập môn chưa được mấy năm đệ tử, dám cùng trưởng lão giao thủ, mà lại, cái sau còn vận dụng chân long chi lực. Mau nhìn, nhưng vào lúc này, có người hoảng sợ nói, mọi người thu hồi tâm thần, ánh mắt thăm dò qua, chỉ thấy Vân Phi Dương như thoát dây cung tiến, bay về phía trời cao. Hiển nhiên, bị tà tư Âu lực lượng oanh đi lên, mọi người thoải mái, Vân Phi Dương dù là thật đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, bị đánh bay ra ngoài, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, tả trưởng lão đâu, hắn đem Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài, là sao không có lập giữa không chung, chẳng lẽ, đã sớm rơi xuống đất. Không tệ, tả tư Âu rơi xuống đất, nhưng không phải mình rơi xuống, là bị Vân Phi Dương một quyền đánh xuống đến. Rơi xuống đất lùi gấp mấy bước, ổn định thân thể về sau, cái này cuồng tông trưởng lão khóe miệng kịch liệt run rẩy nếu không có kịp thời bạo phát càng cao tu vi, khả năng đã mới ngã xuống đất. Nãi nãi, tiểu tử này quá đáng sợ, bản trưởng lão vận dụng hai trọng chân long chi lực, lại suýt nữa bị hắn đạp ngã xuống đất. Là một bọn người ngửa đầu, nhìn về phía trên bầu trời vân phi dương, gặp tên kia hai tay mở ra, hai chân hướng lên trên, đầu hướng xuống, thân thể không tăng lên nữa. Còn có thể khống chế thân thể, cuồng ngạo thiên cười nói, xem ra không có gì đáng ngại soát nhưng vào lúc này vân phi dương hai tay duỗi ra cũng hợp lại cùng nhau hiện lên vật rơi tự do hướng phía dưới rơi xuống mới đầu hạ xuống tốc độ rất nhanh nhưng theo hai cánh tay hắn lần nữa mở ra lấy và thân thể về chính giống như cây cỏ nhẹ nhàng rơi xuống ba vân phi dương mũi chân nhẹ nhàng điểm tại mặt đất thân thể bình ổn rơi xuống sông tả tư âu chắp tay nói trưởng lão đa tạ hóa thật táo bảo mọi người một trận xem thường nhưng không thể không thừa nhận, kinh chín lần thối cốt đột phá, chống lại hai trọng chân long chi lực trưởng lão mà lông tóc không tổn hao gì, có táo bạo tư cách. chương 805, 7, trường người tu luyện quan trọng hơn, nhất định tiếp xuống một đoạn thời gian, cuồng nhân cốc bên trong võ giả hội ở vào rung động thật sâu bên trong. Bọn họ đang suy nghĩ, là sao, Vân Phi Dương biết bay, là sao, đang bị tả tư âu hai trọng chân long chi lực oanh tạc hạ, còn có thể tiêu sái rơi xuống đất. Quá bất khả tư nghị, qua hắn a à, khủng bố, cuồng ngạo thiên thì là tâm tình sảng khoái vô cùng a. À. Thối cốt kỳ nhất trọng thì có thể làm được ngắn ngủi trệ không, còn có thể cùng có thể so với 20 ngàn trọng phần nguyên lực chân long chi lực chống lại. Như thế siêu cường biểu hiện, một năm sau thiên tài thi đấu, nhất định kỹ kinh tứ tỏa, để đám kia tông môn lão đại, từng cái kinh hãi không thôi. Mẹ, lão tử thật phải thật tốt cảm tạ Trần Linh Ấn, nếu không phải cái này linh tiêu phái thái thượng trưởng lão, ta cuồng tông há có thể đạt được xuất sắc như vậy khoáng thế kỳ tài. Ha ha, cuồng ngạo thiên cười nói, bản tông hiện tại rất chờ mong, thiên tài thi đấu lúc, linh tiêu phái như nhìn thấy vân phi dương thực lực, lại là cái gì đặc sắc biểu lộ. Linh tiêu phái, bạch thọ di thủ tại xích phong trên điện vị trí đầu não, các núi trưởng lão tề tụ, chính đang thương thảo sắp cử hành thiên tài thi đấu. Trưởng môn, theo ta thấy, vẫn là muốn phái ra đệ tử hạch tâm xuất chiến mới có thể. Huyền tiêu phong trưởng lão nói, thanh tiêu phong nói, lão phu đồng ý, mỗi một giới thiên tài thi đấu, chỉ tại cân nhắc tông môn hậu bối thiên tài thực lực tổng hợp, nhưng tương tự liên quan đến vinh diệu, ai cũng muốn thắng. Linh tiêu phái hậu bối thiên tài bên trong, mạnh nhất không ai qua được cửu đại đệ tử hạch tâm, còn về chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, khẳng định không bỏ ra nổi đi tay. Ai, bạch thọ di thở dài trong lòng, nếu như không phải thái thượng trưởng lão xuất hiện, đem vân phi dương đuổi ra, nếu không, sắp cử hành thiên tài thi đấu, khẳng định phải phái hắn ra sân. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu như vị này trưởng môn biết được, Vân Phi Dương thực lực bây giờ, chỉ sợ sẽ không cảm thấy đáng tiếc, mà chính là thật sâu hối hận. Đường nhược giản cũng phiền muộn không được, nếu như chỉ làm cho đệ tử hạch tâm xuất chiến, như vậy, lần này thiên tài thi đấu, hắn tấn tiêu phong không người có thể phái. Nghị luận lúc, thái thượng trưởng lão chậm chậm đi vào, bạch thọ di cùng tất cả trưởng lão nhao nhao hành lễ. Trưởng môn, Trần Linh Ấn nói, thiên tài thi đấu liên quan đến lấy ta linh tiêu phái vinh diệu, thì phái đoạn thụy xuất chiến đi. Chúng trưởng lão sắc mặt biến đổi, đoạn thụy linh tiêu phái cửu đại đệ tử hạch tâm đứng đầu thái thượng trưởng lão trọng điểm bồi dưỡng thiên tài người này thiên tư cực cao thực lực so mặt khác tám tên đệ tử hạch tâm mạnh rất nhiều nghe nói có thể sánh ngang siêu nhất lưu thiên tài cái gọi là siêu nhất lưu thiên tài dĩ nhiên chính là siêu nhất lưu thế lực bồi dưỡng hậu bối linh tiêu phái dạng này nhất lưu tông môn có thể có sánh ngang siêu nhất lưu thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt cùng vô giá chi bảo không có gì khác nhau khó trách trần linh ấn sẽ đích thân truyền thụ võ đạo Thái thượng trưởng lão dốc lòng vun trồng, đoạn thụy những năm nay thực lực, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, từ hắn xuất chiến, nhất định truyền ta linh tiêu phái chi uy. Không tệ, tất cả trưởng lão nhao nhao vuốt mông ngựa, Trần Linh ấn vuốt râu bạc trắng, ngạo nghễ cười rộ lên. Thọ di, trong thư phòng, Trần Linh ấn nói ta biết, người còn đang vì tiểu tử kia rời đi mà tiếc hận. Tiểu tử kia là chỉ vân phi dương, bạch thọ di xác thực rất tiếc hận, nhưng người là thái thượng trưởng lão đổi ra, hắn chỉ có thể nói kẻ này tính cách cuồng ngạo cùng ta linh tiêu phái vô duyên trần linh ấn nói tiểu tử kia không tệ có thể tại tinh vân các đánh bại hai tên thối cốt kỳ thiên tài rất nhiều thế lực vây quét cuồng tông linh tiêu phái mặc dù không có tham dự nhưng nghe nói vân phi dương liền áp chế y kiếm thính vô các liệt diễm tông hai tên thiên tài sự việc bạch thọ di biết được về sau càng thêm xác định tiểu tử kia là ngàn năm khó gặp thiên tài đáng tiếc thành toàn cuồng tông trần linh ấn nói nhưng là giống hắn dạng này thiên tài, tiểu thần giới xưa nay không thiếu, chỉ có sống sót mới có thể trở thành cường giả chân chính. Mà thiên tài thi đấu, cuồng tông cũng sẽ tham gia. Hắn thản nhiên nói, đến lúc đó, như cùng đoạn thủy gặp nhau giao thủ, cái kia cuồng ngạo tiểu ra hỏa liền sẽ minh bạch, cái gì mới thật sự là thiên tài. Bạch thọ di trầm mặc, hắn rất xem trọng vân phi dương, nhưng cùng đoạn thụy so ra, còn kém không ít. Dù sao, cái này đệ tử hạch tâm, cảnh giới mới luyện tâm kỳ bát trọng, liền nắm giữ 15.000 trọng thuần nguyên lực. Một khi bước vào 9 tầng, chỉ cần muốn chuyển hóa chân long, liền có thể dễ như trở bàn tay đạp nhập hư không cảnh, thậm chí ngưng tụ ra nhị trọng chân long chi lực. Đoạn thủy tuổi tác chỉ là 50 tuổi, đạt tới luyện tâm kỳ bát trọng, cũng không tính xuất chúng, tỉ như cuồng tông đậu tất, tuổi tác cùng hắn tương tự, đã đột phá đến 9 tầng. Nhưng là, luyện tâm kỳ bát trọng, ngưng tụ ra 15.000 trọng thuần nguyên lực, cái này so sánh khủng bố, phải biết, đại sư huynh đậu tất, phối hợp cuồng kỹ, chọc trời cũng mới 6 ngàn trọng. Thiên tài thi đấu còn có một năm, đoạn thụy khẳng định còn sẽ trưởng thành, còn sẽ trở nên càng mạnh. Khó trách Trần Linh Ấn tự tin như vậy, Linh tiêu phái tất cả trưởng lão đối với lần này thiên tài thi đấu lòng tin tràn đầy. Cuồng Tông, Thư Phòng, Cuồng Ngạo Thiên đánh giá Vân Phi Dương, vỗ bả vai hắn, cười to nói, rất tốt, phi thường tốt. Có thể không tốt sao, đột phá đến thối thể cảnh cứ như vậy châu, cái này muốn tu luyện thêm chút nữa, tham gia thiên tài thi đấu, khẳng định truyền cuồng tông chi huy. Vân Phi Dương gái gãi đầu, nói, bình thường, nhìn như rất khiêm tốn, nhưng trong ngôn ngữ lại bộc lộ ra ngạo nghế, khiến người ta không nhịn được nghĩ đánh hắn. Cuồng ngạo thiên thì ưa thích tiểu tử này phách lối sức mạnh, hắn cười nói, một năm sau thiên tài thi đấu, đem đám kia tự cho là đúng tông môn đệ tử, cho ta hung hăng ngược. Vân Phi Dương liền nói, tông chủ, ta ngược bọn họ, có chỗ tốt hay không? Đương nhiên là có, cuồng ngạo thiên nói, thiên tài thi đấu vô địch, có thể đạt được Linh Thạch 100.000 khỏa. 100.000, Vân Phi Dương lắc đầu, nói, hơi ít nha, làm sao cũng được thưởng 1 triệu, 10 triệu mới đã nghiền nha. Cuồng Ngạo Thiên Nguyết hắn một cái, nói, người coi Linh Thạch là trong sông Hạt Cát A. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, Tông Chủ, thực ta không quá muốn tham gia thiên tài thi đấu, thời điểm này, không bằng tu luyện. 100.000 Linh Thạch, thật không có sức hấp dẫn. Cũng là, Cuồng Ngạo Thiên đồng ý, ngài nhìn, muốn không hủy bỏ cũng được cuồng ngạo thiên rất sảng khoái vân phi dương cười nói tông chủ anh minh trở về đi đúng vân phi dương quay người rời đi nhưng vừa đi hai bước lại nghe cuồng ngạo thiên lẩm bẩm lần này thiên tài thi đấu vô địch linh thạch chỉ là phụ thuộc phẩm chân chính khen thưởng còn là địa giai trí bảo ai hắn thở dài một hơi nói trí bảo tuy tốt nhưng cho dù tốt cũng không thể chậm trễ ta cuồng tông đệ tử tu luyện liền để cửu đại tông môn đệ tử đi tranh giành cái đầu rơi máu chảy đi Xoát, Vân Phi dương thủ tại cuồng ngạo thiên trước người, nghiêm túc nói, tông chủ, ta cho rằng, thiên tài thi đấu liên quan đến lấy tông môn vinh dự, đệ tử nguyện ý vì xuất chiến. Cuồng ngạo thiên nói, người tu luyện quan trọng hơn. Không, Vân Phi dương ngưng trọng nói, cá nhân ta cùng cuồng tông vinh dự so ra, không có ý nghĩa, đệ tử nguyện vì cuồng tông ném đầu lâu, phẩy nhiệt huyết, mặc dù bỏ mình, không chối tử. Ba, cuồng ngạo thiên vỗ bả vai hắn, tán thưởng nói, Phi dương, người có phần này tâm. Bản tông thật cao hứng, nhưng là, người tu luyện quan trọng hơn. Ta hiện tại liền đi hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Xoát, vân đại tiện thần nằm xuống, ôm hắn bắp đùi, cầu khẩn nói, tông chủ, ngươi thì cho ta một lần vì cuồng tông tranh đến vinh dự cơ hội đi. chương 806, chương nguyên tắc đâu, tôn nghiêm đâu. Nói tốt tu luyện quan trọng hơn, nói tốt không tham gia, biết được khen thưởng có địa giai trí bảo, vân phi dương thì cùng thay người giống như. Không được, nhất định phải tham gia, vì cuồng tông vinh diệu mà chiến, Tên này thật sự là quá vô sỉ, quá hiện thực. Cuồng ngạo thiên nói thầm, đương nhiên, hắn khẳng định sẽ để Vân Phi Dương tham gia, tuyệt sẽ không hủy bỏ tư cách dự thi. Bất quá, cuồng ngạo thiên vẫn là vô cùng chân thành nói, Phi Dương, thiên tài thi đấu người dự thi, giới hạn tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống. 50 tuổi phía dưới, Vân Phi Dương nhíu mày lại, 50 tuổi tại phàm giới, đã tính toán trung lão niên người, nhưng ở tiểu thần giới còn rất trẻ, thực lực khẳng định cũng sẽ càng mạnh mẽ mỗi giới thiên tài thi đấu, đều đại tông môn đều sẽ phái ra thiên tài đứng đầu xuất chiến, bên trong thì có không ít tuổi tác tại 49 tuổi. Cuồng ngạo thiên nói, thì lần trước tới nói, đoạt được cá nhân chiến vô địch thiên tài, chính là một tên năm quá ngũ tuần chân long kỳ lục trọng cường giả. Lợi hại như vậy, Vân Phi Dương cảnh giác lên, tuy nhiên ngạnh kháng tả tư Âu hai trọng chân long chi lực, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể cùng chân long kỳ cường giả chống lại. Nếu quả thật có người có tuổi linh, cảnh giới cao đối thủ, lấy bây giờ mình thực lực, muốn muốn bắt lại vô địch, độ khó khăn rất lớn. Cuồng ngạo thiên nói, tiếp xuống thời gian một năm, người không thể trì hoãn, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn. Vân Phi Dương chân Thành nói, Tông Chủ, ta sẽ cố gắng. Ừm, cuồng ngạo thiên nói, ba ngày sau, lên đường tiến về tuyết vực đi. Ừm, Vân Phi Dương khẽ giật mình, cuồng ngạo thiên nói, này giới thiên tài thi đấu, tại băng tuyết cung cử hành, lộ trình xa xôi, người có thể một bên tu luyện, một bên đi đường. Vân Phi Dương nói, hiểu rõ, hấp thu linh thạch có thể đề bạt cảnh giới, nhưng càng nhiều thực chiến, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Về đến chỗ ở, Vân Phi Dương bắt đầu tính toán, tiếp xuống một năm tu luyện kế hoạch. Phi Dương đại lục còn có chừng 10 vạn linh thạch, bằng vào ta hiện tại thu lấy lược, nhiều nhất chỉ có thể đề bạt hai trọng, nhưng chỉ khê các nàng hấp thu đi. Tên này đột phá thối cốt kỳ về sau, thuần nguyên hạch dung lượng lại khuếch trương lớn hơn nhiều, đề bạt một cái trọng vị, cần thiết linh thạch số lượng phi thường khủng bố có thể đang đuổi đường thời điểm, thuận tiện tìm kiếm linh thạch quáng mạch. Vân Phi Dương nói thầm, có hậu thổ sau hắn, có thể dễ như trở bàn tay quan sát núi đá, tìm kiếm mỏ quặng lại càng dễ. Ba ngày quá lâu, Vân Phi Dương nắm nắm tay nói, trời sáng thì xuất phát. Hôm sau, Vân Phi Dương tìm tới cuồng ngạo thiên, báo cáo ý đổ đến, chuẩn bị chu toàn, mang theo thao thiết rời đi cuồng nhân cốc. Ba vị sư huynh vì tiến đưa, gặp sư đệ rời đi, đậu tất lo lắng nói, tông chủ, tứ sư đệ cùng hắn người hầu tiến về xa xôi tuyết vực, có thể bị nguy hiểm hay không? Cuồng ngạo thiên nói, phi dương dạng này thiên tài, nhất định tương lai không tầm thường, chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể trưởng thành. Đậu tất trầm mặc, nhà ấm trung thành trường thiên mới, chịu không được gió táp mưa xa, chỉ có trải qua khảo nghiệm mới có thể thành tựu cường giả chân chính. Lam xấu nói, tứ sư đệ, một năm sau, chúng ta tại băng tuyết cung đợi ngươi, đợi ngươi uy chấn tiểu thần giới. Hạng cô cười nói, lấy sư đệ tốc độ phát triển, rất chờ mong một năm sau, hắn biết mạnh đến mức nào. Ta đoán, nhất định có thể đạt tới thối cốt kỳ lục trọng trở lên. Thôi đi, quá coi thường tứ sư đệ, làm sao cũng phải thối cốt kỳ chín tầng, đại sư huynh nghĩ sao? Đậu tất nói, ta đoán, tứ sư đệ hội đột phá đến luyện tâm kỳ. Ta dựa vào, đại sư huynh cái này dự đoán có chút quá khoa trương. Cũng không phải, tứ sư đệ theo tố thể kỳ đột phá đến thối cốt kỳ, còn cần hơn một năm thời gian đây mê vụ sơn lâm bên trong vân phi dương cùng thao thiết đi ở chính giữa lâm chỉ khê bọn người đã sớm bị thu nhập phi dương đại lục hoặc là hấp thu linh thạch hoặc là cảm mộ cảnh giới cao hơn có cái một phương thế giới cũng là thuận tiện bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể mang nhà mang người thao thiết dừng lại khó chịu nói vì sao muốn lôi kéo bản vương đi tuyết vực vân phi dương cười nói bởi vì ngươi là ta tay chân tại hắn đột phá thối cốt kỳ một năm kia bên trong thao thiết không ngừng ăn linh thạch thực lực rốt cuộc khôi phục một chút xíu, mặc dù không có đạt tới một phần mười, nhưng mà có thể so với hư không cảnh chân long kỳ. Đem làm một bọn người thu nhập phi dương đại lục, duy chỉ có lưu hắn lại, cũng là lấy ra làm bảo tiêu dùng. Hư, thao thiết cười lạnh nói, một cái cặn bã, có tư cách gì để bản vương cho ngươi làm đánh. Vân phi dương rỗi ra ba cái ngón tay nói, làm ta tay chân, mỗi ngày 30 mươi khỏa linh thạch. Đáng giận, thao thiết cả giận nói, bản vương là có nguyên tắc, sao lại bị ngươi, 40 khỏa, ngươi thật sự cho rằng bản vương rời đi linh thạch liền không thể? 50 khỏa, ngươi, thao thiết cảm giác mình bị nhục nhã, hắn chỉ Vân Phi Dương, đột nhiên hết sức vẻ mặt vui cười, nói thành giao. Sau đó, khôi phục thực lực đến hư không cảnh thần thú, lấy mỗi ngày 50 khỏa linh thạch giá cả, thành Vân Phi Dương thiếp thân bảo tiêu. Không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện xuất thủ, nếu không chụp linh thạch. Không có vấn đề, không có thể tùy ý loạn nuốt đồ vật, nếu không chụp linh thạch không có vấn đề trước mặt người khác nhất định phải đối với ta cung cung kính kính nếu không chụp linh thạch Ngươi, thao thiết cắn răng thỏa hiệp nói có thể vân phi dương nói nếu như biểu hiện tốt mỗi ngày linh thạch số lượng hội đề cao thao thiết con mắt tỏa ánh sáng nói tốt thần thú tôn nghiêm nói tốt nguyên tắc đâu vân phi dương mới vừa đi ra mê vụ sơn lâm lại là dừng lại cười nói yến cô nương không cần tiễn đưa a à. soát yến sơn tuyết theo chỗ tối đi ra nàng chắp tay sau lưng đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, cười nói, Vân Thành Chủ, ta không phải cho ngươi tiến đưa, là muốn cùng đi với ngươi tuyết vực. Nàng cuồng tông là hắn, bây giờ hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện, tự nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đi. Vân Phi Dương nói, thực lực ngươi quá yếu, tuyết vực trên đường lại rất nguy hiểm, vẫn là tại cuồng tông tu luyện đi. Hắn nói rất huyền chuyển, thao thiết còn ác miệng nói, người cái nữ oa này, đi cùng sẽ chỉ cản trở. Các ngươi, Yến Sơn tuyết xấu hổ giận dữ không thôi, thật tốt, nàng cắn răng, lấy ra đặc thù túi chữ vật, lắc lắc nói, mang ta đi, ta ra 5.000 linh thạch. Thao thiết con mắt tỏa ánh sáng, Vân Phi dương nhanh hơn một bước, đem linh thạch nhận lấy, cười nói, sư muội đi, sư huynh dẫn người đi tuyết vực nhìn cảnh tuyết. Chiến thần tôn nghiêm đâu, Yến Sơn tuyết trò trò chân, ngửa đầu đi qua, Vân Phi dương, trên đường, thao thiết nói, cái này 5.000 linh thạch, phân bản vương một nửa. Không được, Vân Phi Dương nói, nàng là sư muội ta, cũng không phải sư muội của ngươi. Đáng giận, thao thiết nói, ngươi không thể toàn nuốt, như vậy đi, ta chỉ cần hai ngàn khỏa. Vân Phi Dương nói, ngươi muốn đẹp, thao thiết lần nữa nhượng bộ, nói, một nghìn khỏa. Vân Phi Dương hơi cân nhắc, giao cho hắn một cái túi đựng đồ, nói, đừng nói ta bạc đãi ngươi, những linh thạch này ngươi cầm đi đi. Thao thiết vui vẻ, nhưng mà, khi hắn tiếp nhận linh thạch kiểm kê xuống tới, lại là sụp đổ quát, ngỏa tàu, mới một trăm khỏa chương 807, chương cuồng tông hành đạo lục. Cuồng nhân có cùng tuyết vực, cách nhau rất xa, phổ thông vũ thần cấp chạy tới, chỉ ít cần thời gian mấy năm. Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt, tốc độ đề cao, nửa năm liền có thể đạt tới. Đương nhiên, hắn sẽ không tập trung tinh thần đi đường, gặp lâm tiến lâm, gặp núi lên núi, thời khắc tại tu luyện lấy. Đột phá đến thối cốt kỳ về sau, Vân Phi Dương hiện tại muốn làm, cũng là đo lường một chút, tốc độ cực hạn đến cùng có bao nhanh. Kết quả là, hắn cố ý hướng nơi núi rừng sâu xa sông, cuối cùng gặp được một đầu có thể so với hư không cảnh khai khiếu kỳ cấp 4 tinh thú. Đó là một con sói hình thú, dưới chân có phong lưu ngưng tụ, hiển nhiên, thuộc về phong hệ, giỏi về tốc độ. Ha ha, đại gia hỏa, Vân Phi Dương theo chỗ tối sông tới, khiêu khích nói, đến bắt lão tử nha. Giống, thân hình như núi cấp 4 phong hệ tinh thú nổi giận, nện bước đôi chân dài, gào thét đuổi theo, tốc độ quá nhanh, hóa thành một trận gió. Nhưng mà, nó nhanh, Vân Phi Dương càng nhanh, thi triển phi nước đại chi bước, cả người như thoát dây cung tiến, hướng phức tạp sơn lâm phóng đi, trong chớp mắt, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cấp 4 sói thú ngừng chân, trong con người hiện ra hoảng hốt. Ngỏa tào, một cái nhìn qua chỉ có thối cốt kỳ nhân loại, vậy mà chạy còn nhanh hơn chính mình, gặp quỷ. Sự thật chứng minh, trải qua 9 lần thối cốt Vân Phi Dương, không chỉ có thực lực đề bạt khủng bố, thì liền tốc độ cũng là tăng vọt, cấp 4 tinh thú đều khó mà đuổi kịp hắn. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Vân Phi Dương lại lại nơi núi rừng sâu xa tìm kiếm khắp nơi, tìm tới một đầu tốc độ hình cấp 7 tinh thú, đi lên tìm đường chết trào phúng, cũng cuối cùng thuận lợi đào thoát. Cấp 7 tinh thú, có thể so với tả tư Âu dạng này hư không cảnh phân nguyên kỳ. Nói cách khác, Vân Phi Dương tốc độ bạo phát, có thể hất ra hư không cảnh phân nguyên kỳ, mà cái này so sánh nổ banh trời. Xoát, tối tăm trong núi rừng, Vân Phi Dương người nhẹ như yến theo trên cây xuyên qua, hất ra một đầu tinh thú về sau, tiêu sái thủ tại trên đá lớn. Người có thể thả ra ta sao? Yến Sơn tuyết thanh âm truyền đến. Ây, Vân Phi Dương đem nàng buông ra, cười nói, sư muội đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là muốn thử một chút phụ trọng tốc độ chạy. Lấy cớ này rất sứt sẹo, Yến Sơn tuyết hung hăng lườm hắn một cái, nói, vô sỉ. Bản vương cũng cho rằng như vậy, thao thiết nhẹ nhàng rơi xuống, trên thân cóng một cái đã ở ra rắm gấu thú. Vài ngày sau, vân phi dương ba người tiến vào một tòa tên là ngỗng trời thành thành trì hắn không phải nghỉ trọ nghỉ ngơi mà chính là hành hiệp trượng nghĩa rời đi cuồng nhân cốc trước cuồng ngạo thiên đem cuồng tông hành đạo lục chép một phần giao trong tay hắn nói phi dương thân là cuồng tông đệ tử thời khắc ghi nhớ muốn trừ gian diệt ác nói trắng ra cũng là không quên tìm đường chết vân phi dương tiếp nhận bản chép tay chân thành nói ta sẽ cứu vạn dân tại thủy hỏa nói trắng ra hắn cũng là muốn yên tâm thoải mái đi ăn cướp Cuồng tông hành đạo lục bên trên, ghi lại rất nhiều thành trì, mỗi cái thành trì logo, ghi lại làm qua táng tận lương tâm gia tộc. Vân Phi Dương chọn một cái khách sạn ở lại về sau, lấy ra hành đạo lục, rất mau tìm đến ngỗng trời thành, mà tại hạ, có ác hành gia tộc chung một nhà. Gia tộc này hành vi phạm tội là, thả đảm nhiệm gia tộc dòng chính khi nam phách nữ, không coi ai ra gì. Vậy cũng là lời nói, mỗi gia tộc đều có tội. Vân Phi Dương khép lại hành đạo lục, lấy võ làm đầu thế giới, gia tộc công tử bột, hung hăng càn quấy khi nam phách nữ sự việc lại tầm thường bất quá. Ha, vân phi dương ngáp một cái, rũi người nói trước ngủ một giấc, trời sáng lại đi tìm gia tộc này phiền phức. Thanh nhỏ tiểu gia tộc khi dễ bọn họ hoàn toàn không có cái gì độ khó khăn. Cái kia yến sơn tuyết thanh âm truyền đến người có thể hay không về phòng ngươi đi ngủ. Ta, à, ta làm sao tại phòng ngươi bên trong. Hôm sau ngỗng trời thành trên đường phố người đi đường rất nhiều bởi vì hôm nay là nội thành đại diễn tự miếu hội vân phi dương cùng yến sơn tuyết thì tại náo nhiệt đường đi tản bộ chỉ là làm hai người ngừng chân tại một cái cửa hàng thưởng thức đồ chơi nhỏ chủ cửa hàng lại ngạc nhiên nhìn lấy vân phi dương nhìn cái gì vân phi dương nói trên mặt ta có hoa sao không không có hoa chủ cửa hàng vội vàng lắc đầu có bệnh vân phi dương nói đi chúng ta đổi một nhà nhìn xem khi hắn cùng yến sơn tuyết rời đi tên kia chủ quán âm thầm lắc đầu nghĩ thầm tiểu tử, hy vọng ngươi có thể bình an. Trên đường, rất nhiều người đi đường cũng nhao nhao nhìn qua, bọn họ trước nhìn Yến Sơn Tuyết liếc một chút, lại nhìn Vân Phi Dương liếc một chút, thần sắc hoảng hốt. Ta dựa vào, Vân Phi Dương nói, sư muội trên mặt ta có hoa sao. Yến Sơn Tuyết lắc đầu, chân thành nói, sư huynh, người có phát hiện hay không, đường phố này lên trong người đi đường, giống như thiếu chút gì sao. Vân Phi Dương lúc này quét một vòng, nói thiếu nữ nhân. Xác thực nói, là thiếu nữ nhân xinh đẹp, đi đầy đường được khách, hoặc là đại lão gia, hoặc là năm ngoái linh bà lão, một cái cô gái xinh đẹp đều không có. Yến Sơn Tuyết nói, hôm nay là hội chùa, lẽ ra, cần phải có rất nhiều nữ hài, sẽ ra các dân hương cầu nguyện, đường phố lên một cái không có, đây cũng quá kỳ quái. Không tệ, Vân Phi Dương nâng cầm lên, nói chẳng lẽ các nàng biết, ta Vân Đại soái ca đến, xấu hổ không dám ra ngoài. Yến Sơn Tuyết nói, vô sỉ, xài ra trước phủ đệ, một người phía dưới hết sức vẻ mặt vui cười, nói: "Thiếu ra, hôm nay là đại diễn tự miếu hội, rất nhiều mỹ nữ đều sẽ đi dâng hương cầu nguyện, đi qua nhìn một chút náo nhiệt." Mới từ trong phủ đi tới công tử ca, không nhịn được nói: "Hàng năm hội chùa, bản thiếu thì chưa thấy qua mỹ nữ, đi cũng không có ý nghĩa." Người này tên là Sài Cẩu, nội thành bá chủ Sài gia nhị công tử, tuy nhiên tu vi thường thường, lại là có tên hoàn khố đệ tử. Theo cái kia bệnh trạng mặt trắng, cùng bước đi lúc hư tung bay, cũng có thể thấy được là cái túng dục quá độ đồ háo sắc. Ngống trời nội thành rất có tư sắc cô gái đàng hoàng, hầu như đều bị hắn đùa dẫn qua, mà thê thiếp khoảng chừng 28 phòng. Có câu nói nói tốt, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tên này thì ưa thích cái loại cảm giác này, cho nên, trong nhà thê thiếp như mây, cũng ưa thích trên đường tản bộ, đụng phải thấy vừa mắt, vô luận chưa lập gia đình đã kết hôn, hết thảy đoạt tới. Ngay tại vài ngày trước, một đôi xứ khác đến vợ chồng mới cưới, bị tên này đụng phải, gặp nữ tử tướng mạo bất phàm, ra lệnh cho thủ hạ cướp tới, đem nam người đánh chết tươi tại đầu đường. Xài ra tại ngỗng trời thành chính là nhất phương bá chủ. Nội thành bách tính tuy nhiên đối xài cầu hận thấu xương, cũng là giận mà không dám nói gì, rất nhiều phụ mẫu, sau cùng đành phải đem nữ nhi nhốt tại trong khuê phòng. Mà cái này, chính là hội chùa ngày, trên đường phố không có mỹ nữ nguyên nhân, cũng không phải là vân đại tiện thần quá tuấn tú, xấu hổ không dám ra ngoài hắc hắc, tên hạ nhân kia cười nói, lục nhi ngày hôm nay có dự cảm, thiếu gia nhất định có thể đụng tới xinh đẹp mỹ nữ. Xài cầu đong đưa quạt giấy, cười nói, thì xông ngươi một câu nói kia, bản thiếu cũng muốn đi hội chùa đi một lần. Sau đó, tại mấy cái hung thần ác sát sát tay chân chen trúc hạ, công tử nhà họ xài hướng về đại diễn tự bước đi. Nhưng mà vừa đi tới trên đường, gọi là lục nhi hạ nhân, đột nhiên chỉ đám người, hưng phấn nói, thiếu gia có mỹ nữ, đại mỹ nữ. Ba, Sai cầu dùng cây quạt gõ một chút đầu hắn, nói, nhìn ngươi điểm ấy ra. Rát, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì, hắn theo ánh mắt, liếc nhìn đang cửa hàng mua vật phẩm trang sức yến sơn tuyết, con mắt đăm đăm nói, mẹ ta nha, cái này không phải mỹ nữ, đây là tiên nữ. chương 808, trường cầu tử phu phụ, yến sơn tuyết đứng tại náo nhiệt trên đường phố, chung quanh đều là đại lão gia, tuyệt đối là đêm tối phía dưới đom đóm. Đương nhiên, cho dù có rất nhiều nữ hài vây ở bên người, lấy nàng quốc sắc thiên hương dung mạo, cũng là hạc giữa bầy gà, liếc một chút thì khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Nhìn lấy cái kia yêu mỹ dáng người, cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, xài cầu con mắt đều nhìn thẳng. Mẹ ta nha, cái này không phải mỹ nữ, đây là trên trời mới có tiên nữ a. À. Bồn công tử cưới nhiều như vậy thê thiếp, cùng nữ nhân này so ra, quả thực cũng là son phấn tục phấn. Lục nhi, hắn nuốt một miếng nước bọt, nói, người hôm nay rốt cục đoán ra một lần, thật đụng phải. Nói, vừa sửa sang lại góc áo, một bên ôn tồn lễ độ đi qua, Lục Nhi còn vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm, sau này trở về, chính mình khẳng định sẽ bị công tử trọng thưởng. Đều mẹ hắn tránh ra, mấy tên bưu hán hộ viện, tại xài cầu trước mặt mở đường, người đi đường vừa thấy là công tử nhà họ xài, nhao nhao hoảng sợ né tránh, sợ trêu chọc. Lại có một cô nương muốn bị tai họa, nữ hài đứng bên cạnh nam tử, xem ra là nàng người trong lòng đi, cái này chỉ sợ không chết cũng bị thương. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, nhao nhao thở dài. Yến Sơn tuyết cầm vòng ngọc, cười nói cái này vòng ngọc rất xinh đẹp. Là không tệ, Vân Phi Dương gật gật đầu. Yến Sơn tuyết đem vòng ngọc mang trên tay, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói trả tiền đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói tốt a, à? nói liền muốn lấy tiền, bất quá, nhưng vào lúc này, một đám hung thần ác sát võ giả vây quanh. Xài cầu đong đưa cây quạt, cười nói như thế tinh xảo vòng ngọc, cũng chỉ có xinh đẹp như vậy cô nương mới xứng với. Hắn cười rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cỗ dâm đáng, rõ ràng thì không có ý tốt. Thật sao, Yến Sơn tuyết xoay người, thân thủ ôm lấy Vân Phi Dương cánh tay, dán tại trên vai hắn, cười nói, phu quân ta cũng cho rằng như vậy. Phu quân, xài cầu nụ cười cứng ngắc, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt càng âm trầm. Mẹ, đẹp như vậy như thiên tiên nữ nhân, chỉ có ta xài cầu mới xứng với, tên này tính là thứ gì? dù sao không giống với hắn công tử bột, xài cầu vẫn là cẩn thận nói, vị bằng hữu này, quý danh, phương nào nhân sĩ. Ta, Vân Phi Dương vừa mở miệng, Yến Sơn Tuyết nói tiếp, chúng ta đến từ mâm lớn chấn, nghe nói hôm nay là ngỗng trời thành hội chùa, cho nên qua tới dân hương cầu nguyện. Công tử, Lục Nhi đưa lỗ tai nói, mâm lớn chấn là ngỗng trời thành địa bàn quản lý thành chấn, thôn chấn tai to mặt lớn hương thân cùng gia tộc, tất cả thuộc về thuận ta xài ra. Xài cầu nghe xong, xem thường cười cười, nói cô nương, nếu không chê, liền từ bản thiếu dẫn dắt người đi dâng hương đi. Cái này sao mà được a à? Yến Sơn tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, xài cầu cả người đều phiêu lên, hắn hận không thể xông đi lên, đem đối phương kéo. Nhịn xuống, lại gấp, cũng phải trước mang về nhà, xài cầu giả bộ nho nhã lễ độ, nói cô nương, mời. Yến Sơn tuyết ôm lấy Vân Phi Dương, nói, phu quân, vị công tử này là người tốt nha, chúng ta đi theo hắn đi thôi. Ừm, Vân Phi Dương gật đầu cười cười, chung quanh người qua đường âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tiểu tử, người thì cười đi, lát nữa nàng dâu thì là người khác, tính sơ sơ sẽ còn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chậm, xài cầu ngăn cản, nhìn về phía Vân Phi Dương, thản nhiên nói, nàng có thể đi, người lưu tại nơi này. Như vậy sao được, Vân Phi Dương nói, ta cùng Tuyết Nhi tới dân hương, hy vọng có thể đạt được Phật tổ phù hộ, mang thai hài tử, không đi, khẳng định mất linh. Yến Sơn Tuyết nghe vậy, Lặng Yên không một tiếng động tại trên cánh tay hắn hung hăng vặn một chút. Nguyên lai là cầu làm, xài cầu nhìn xem Yến Sơn Tuyết, ý vị thâm trường cười nói, bản thiếu sẽ giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Yến Sơn Tuyết tuy nhiên đang cười, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lóe ra một tia sát cơ. Vân Phi Dương ngược lại không có thay đổi gì, hắn ẩn ý nói, không được, mẹ ta kể, muốn cùng nàng dâu cùng tiến lên hương mới có hiệu. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, chung quanh người qua đường lúc này mới ý thức được Người này có chút ngốc nha Tốt à, cùng đi Xài cầu vốn định đơn giản thô bạo đem tiểu tử này đánh một trận Mang theo nàng nữ nhân hồi phủ Nhưng nhìn đến có chút ngốc Nhất thời đến hứng thú Tại xài ra tay chân vây quanh hạ Vân Phi Dương cùng Yến Sơn tuyết theo xài cầu rời đi Trên đường phố được khách Nhao nhao lắp đầu Có người nói tiểu huynh đệ kia Sợ là mất mạng trở về Quả nhiên, chúng ta những thứ này dân chúng bình thường Cưới cái xinh đẹp nàng dâu Không phải phúc mà chính là họa mọi người nhao nhao gật đầu. xài công tử đi trên đường yến sơn tuyết khó hiểu nói ta nhìn rất nhiều người đều đi bắc môn chúng ta là sao hướng tây môn đi nha. tuyết nhi cô nương xài cầu đè ép cái kia phần tà hỏa cười nói bắc môn quá nhiều người chúng ta theo cửa tây đi tiểu đạo liền có thể leo lên đại diễn tự. a à, yến sơn tuyết ứng một tiếng vân phi dương còn ngốc cười láo lĩnh nói xài công tử thật sự là người tốt khó trách ta nương thường nói trên đời vẫn là nhiều người tốt yến sơn tuyết thầm nghĩ tên này quá rảnh diễn người tốt xài cầu nhìn về phía thủ hạ cười nói bốn công tử còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy đây lục nhi cùng thủ hạ đều cười trong lòng bọn họ nghĩ tiểu tử ngốc chờ trở lại xài ra ngươi liền biết xài công tử người tốt bao nhiêu không chỉ có giúp ngươi chiếu cố nàng dâu còn có thể giúp ngươi hoàn thành cầu tử tâm nguyện rất nhanh một đoàn người đến từ xài phủ qua yến sơn tuyết nhìn lấy xài phủ cửa lớn hai tay hợp lại cùng nhau hâm mộ nói đây là nhà ai nha khí phái như thế tuyết nhi cô nương đây là công tử nhà ta phủ đệ lục nhi vội vàng nói yến sơn tuyết kinh ngạc nói xài công tử nhà ta thiên nói sung bái nhìn về phía xài cẩu đối phương còn vung lên cây quạt cười nói tuyết nhi cô nương người như ưa thích có thể vào phủ quan sát phu quân yến sơn tuyết qua vân phi dương cánh tay cười nói chúng ta có thể vào xem sao cái này vân phi dương có chút khó khăn Cuối cùng nói tốt ha. À. Xài cầu vui, hắn chả đang lo như đối phương cự tuyệt, muốn hay không thô lỗ động thủ đem mời tiến xài phủ, không nghĩ tới hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Vân Phi Dương cùng Yến Sơn tuyết tại xài cầu chỉ huy hạ, tiến vào xài phủ, mắt thấy một màn này nội thành cư dân, còn thầm thở dài nói tự chui đầu vào lưới A. Trong thành, xài cầu còn có thể bảo trì công tử phong độ, nhưng vừa tiến vào phủ đệ, trên mặt mỉm cười nhất thời thì trở nên dâm đáng lên. Khục hắn hướng thủ hạ được cái ánh mắt, mấy tên tráng hán, ngăn tại Vân Phi Dương trước người, thản nhiên nói, tiểu tử, đi thôi, chúng ta đi uống trà. Uống trà, Vân Phi Dương lắc đầu, nói cảm ơn, ta không khát. Ha ha, một tên thủ hạ cười xấu xa nói, yên tâm đi, chúng ta trà rất không tệ, người uống về sau, hội cả đời đều khó mà quên được. Nói đại thủ nhô ra, liền muốn đem Vân Phi Dương kéo qua đến, cho thiếu gia cung cấp cùng Tuyết Nhi cô nương đơn độc ở chung cơ hội. Nhưng mà, khi hắn nắm tới trong nháy mắt, lại là đột nhiên hét thảm lên, bởi vì chỉnh bàn tay đã vặn vẹo, tựa hồ bị lực lượng nào đó cho cứ thế mà bẻ gãy. A, à, chương 809, 1, chương còn chơi sao? A, à, chụp vào Vân Phi Dương tên hộ vệ kia, tay phải đứt gãy, truyền đến như giết heo kêu thảm. Ai làm? Khẳng định là Vân Phi Dương. Bất quá, tên này tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến ở hiện trường tất cả mọi người không có bắt được. Lão cổ, ngươi làm sao? Mấy tên hộ vệ một mặt hoảng hốt, dù sao cứ như vậy không lý do gãy tay thực tại quá quỷ dị gọi lão cổ hộ vệ vị đức gãy tay thống khổ nói giống như có một cỗ lực lượng đem tay ta bẻ gãy một cỗ lực lượng mọi người càng mê mang a à, đột nhiên vân phi dương hét lớn ta biết trong ngôi nhà này khẳng định có quỷ có quỷ mọi người nhao nhao khịt mũi coi thường thân là võ giả mặc dù tu vi không phải quá cao cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có quỷ tồn tại kẻ ngu này thật là khờ có thể a à. Lão cổ, có thể là ngươi ngày thường tu luyện dùng sức quá mạnh, xương tay khó có thể chịu đựng mới có thể đứt gãy đi. Không tệ, lời giải thích này, đạt được mấy tên hộ vệ đồng ý. Đứng ở bên cạnh xài cầu mặt lạnh lấy, nói, đừng nói nhảm, nhanh đưa tên này mang đi uống trà. Hắn bức thiết hy vọng có thể cùng tuyết nhi cô nương đơn độc ở chung, sau đó làm một số xấu hổ sự việc, cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiểu tử, hai tên hộ vệ nói, theo chúng ta đi đi không được vân phi dương ôm chặt yến sơn tuyết nói trong ngôi nhà này có quỷ ta muốn bảo vệ vợ ta sai cầu thấy thế trong ánh mắt hiện ra sát cơ hắn cắn răng nói đừng tìm cái này ngu mốc nói nhảm bắt lại loạn côn đánh chết lộ ra nguyên hình dù sao đẹp như vậy nữ nhân một mực nhìn lấy không thể đụng vào không thể mò quả thực cũng là thống khổ tra tấn đúng hai tên hộ vệ nắm quyền đầu sát khí đằng đằng đi tới ngươi các ngươi vân phi dương nhát gan lui lại nói, muốn muốn làm gì? Làm gì? Sai cầu âm u nói, đương nhiên là đưa ngươi đi hoàng tuyền. Nàng dâu, Vân Phi Dương mờ mịt nói, hoàng tuyền là địa phương nào? Ha ha ha, sai cầu cười to nói, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi liền biết, hoàng tuyền là địa phương nào, mà vợ ngươi, từ hôm nay trở đi, chính là ta nàng dâu. Vân Phi Dương nói, không được, vợ ta là vợ ta, thế nào lại là vợ ngươi? Đi tới hai tên hộ vệ, nhất thời khóe miệng co giật, Tên này nhưng là thật ngốc a, à, còn nhìn không ra, xài thiếu ra là muốn đoạt hắn nữ nhân a. À. Ai cũng được, như thế người ngốc thì cho hắn thống khoái đi. Hai tên hộ vệ một bước phóng ra, nhào nhào nhô ra tay nắm tới, mỗi người ngưng tụ mấy tầng thuần nguyên lực. Dưới cái nhìn của bọn họ làm chết một cái ngu ngốc, cái này điểm lực lượng đã đầy đủ. Khác đừng tới đây, vân phi dương hoảng sợ hướng lui về phía sau, một cái không đi vững vàng, trực tiếp mới ngã xuống đất, trùng hợp né tránh công kích. Hả? hai tên hộ vệ khẽ giật mình, kẻ ngu này vận khí thật tốt, vậy mà may mắn thế nào né tránh. Nàng dâu, Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, lôi kéo Yến Sơn Tuyết nói, bọn họ là người xấu, chúng ta đi. Đi, Sai cầu cười lạnh nói, người đi sao? Nói, quát lạnh nói, hai người các người hỗn đản, nhanh đem cái này ngu mốc giết chết, đừng chậm trễ bản thiếu chuyện tốt. Đúng đúng, hai tên hộ vệ lúc này tiến lên, vì ngăn ngừa tên kia may mắn tránh thoát đi, lực kình đề cao đến 10 tầng, tốc độ tăng tốc không ít. Nhưng mà, để bọn hắn sụp đổ là, Vân Phi Dương lôi kéo Yến Sơn Tuyết, vẫn là vô cùng chật vật né tránh, sau đó, vỗ bộ ngực, cả kinh nói các người muốn giết ta. Ta dựa vào, tiểu tử này là võ giả, hai tên hộ vệ ngạc nhiên, bọn họ đã nhìn ra, Vân Phi Dương lần nữa miễn cưỡng né tránh, cũng không phải may mắn, mà chính là có nhất định thực lực. Xoát, Vân Phi Dương đánh một bộ quyền pháp, ẩn ý nói, chứa xem thường ta, ta nhưng là vũ thần cấp vũ thần cấp, xài cầu cười, một cái kẻ ngu, tu luyện tới vũ thần cấp, thì cho là mình rất mạnh. Ta xài ra tùy tiện chọn tên hộ vệ, đều là cảnh giới này đâu. Nhà quê, xài cầu cười lạnh nói, phụ thân ta nhưng là ngống trời thành duy nhất một tên phá toái cảnh tố thể kỳ cường giả, người chúc thực lực ấy, còn đáng giá lấy ra khoe khoang. Tố thể kỳ, vân phi dương trừng to mắt, yến sơn tuyết càng là che miệng nói, hảo lợi hại. Xài cầu đắc ý cười. Cha hắn tại ngống trời thành rất nhiêu, làm nhi tử hắn cũng sẽ cảm thấy rất nghiêu xoa. soát hai tên hộ vệ lần nữa xông lại, bọn họ không tiếp tục ẩn giấu, bộc phát ra vũ thần đại viên mãn thực lực, thuần nguyên lực đạt tới 20 trọng. Vũ thần cấp, cũng phải tại đại gia trước mặt, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. soát đột nhiên, Vân Phi Dương thân pháp thi triển, xuất hiện tại phía sau hai người, song quyền nhô ra, chụp tại bọn họ trên vai, bỗng nhiên dùng lực bóp đi. Răng rác, răng rác, tiếng xương gảy vang lên, cùng lúc đó, nương theo lấy hai tiếng thống khổ kêu thảm. Vân Phi Dương đem hai tên hộ vệ ném ra, vỗ vỗ tay, nhếch miệng cười nói, ta nói qua, chớ xem thường ta. Người xài cầu thần sắc hãi nhiên, nói, không phải vũ thần cấp. Nhẹ nhõm phế bỏ hai tên vũ thần đại viên mãn, đây nhất định không phải vũ thần cấp có thể làm được. Nàng dâu, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đại diễn tự dâng hương đi. Ừm. Um, Yến Sơn tuyết hướng về phía xài cầu cười một tiếng, nói, xài công tử, ta đi. Cái này mỉm cười quá rung động lòng người. Xài cầu nhất thời bị mê thần hồn điên đảo, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, dám đả thương ta xài ra hạ nhân, còn đi sao? Ba, ba, hắn giơ tay lên, đập hai lần, xoát xoát, xài ra mười mấy tên hộ viện nhao nhao lao ra, đem vân phi dương đoàn đoàn bao vây lên, mà thực lực bọn hắn, kém nhất cũng phải vũ thần. Đem tên này giết cho ta, xài cầu ra lệnh một tiếng, hơn hai mươi tên hộ viện nhao nhao xông giết tới một khắc đồng hồ sau xài cầu cùng lục nhi thần sắc hãi nhiên lập tại nguyên chỗ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng bởi vì hơn hai mươi tên hộ viện toàn bộ bị vân phi dương đạp ngã xuống đất thống khổ dẫy dụa lấy xài công tử vân phi dương ngồi tại một tên hộ viện trên lưng cười nói còn chơi sao đại ca là người ta chơi vẫn là ngươi đang chơi nha người xài cầu nuốt một miếng nước bọt hoảng sợ nói người ngươi là ai một đám vô thần cấp thủ hạ, bị trong chớp mắt giải quyết hết, hắn không phải người ngu, khẳng định ý thức được, đối phương là cao thủ. chí ít giống như phụ thân, vượt nhập hư không cảnh. Ta nha, Vân Phi Dương xuất hiện tại xài cầu trước mặt, một cái tay chế trụ cổ hắn, nói, đi hoàng tuyền, ngươi liền biết. a à, xài cầu hét thảm lên, Vân Phi Dương sụp đổ, chính mình lại không dùng lực, loạn kêu cái gì nha. Lục nhi té cứ té đái hướng vào phía trong viện chạy, cũng quát lớn, lão lão ra, không tốt. Xoát, nhưng vào lúc này một tên tuổi chừng bốn người lão giả từ trong viện bay lượn mà đến hắn trong hai con người thấu phát sắc bén khí thế Cường đại nói tiểu tử buông ra xài hiền chất Vân Phi Dương ngạc nhiên nói phá toái cảnh đại viên mãn chương 810 trương đến mà không trả lễ thì không hay trung niên nhân kia có thể từ trong viện bay ra ngoài cũng đủ để chứng minh thực lực trí ít tại phá toái cảnh đại viên mãn Vân Phi Dương thật bất ngờ không nghĩ tới một cái bất nhập lưu thành trì vậy mà lại có cấp bậc này cường giả. Trung niên nhân gọi cung lập trương, hắn cũng không phải là người nhà họ xài, mà chính là cùng chủ nhà họ xài từng có giao tình, vô ý đi ngang qua xài ra, đặc biệt tới nhà làm khách. Bị trói buộc xài cẩu, nhìn thấy cung lập trương xuất hiện, giống như nhìn thấy cứu tinh, mang theo tiếng khóc nức nở nói, cung thúc, cứu ta. Tiểu tử, cung lập trương lạnh lùng nói, buông ra xài hiền chất. Vân Phi Dương không để ý hắn, dù sao, một cái hư không cảnh đại viên mãn còn không đến mức để ở trong lòng nhưng vào lúc này chủ nhà họ xài xài phấn tiến từ trong viện chạy tới mấy tên cao tầng cùng đi bọn họ vốn là tại mở tiệc chiêu đãi cung lập trương thịt rượu vừa mới lên đến còn không có ăn mấy ngụm liền nghe đến lục nhi kêu gọi lớn mật xài phấn tiến nhìn đến nhi tử bị một người trẻ tuổi khống chế vẫn nộ quát nhanh thả con ta đột nhiên hắn phát hiện yến sơn tuyết gặp tướng mạo đẹp như thiên tiên trong con người hiện ra dâm đáng màu sắc vân phi dương lắc đầu Quả nhiên, thường bất chính hạ tắc loạn, cái này chủ nhà họ xài, cũng không phải mặt hàng nào tốt, mới bồi dưỡng được một cái khi nam phách nữ hoàn khố. Vân Phi Dương chói buộc xài cẩu, cười nói, buông hắn ra có thể, giao ra 50.000 linh thạch. 50.000 linh thạch, chủ nhà họ xài trên mặt tức giận càng sâu, nói tiểu tử, người được A, à, dám đến ta xài ra yêu cầu linh thạch. Vân Phi Dương nói, cho ta 50.000 linh thạch, ta để con của ngươi, sau đó mọi người đều đi đều. Hừ, Cung lập trương lạnh lùng nói, một cái thối cốt kỳ ra hỏa, cũng phách lối như vậy. Vân Phi Dương lúc này cũng không có vận chuyển nghịch thiên quyết, cho nên cảnh giới rất dễ dàng liền bị hắn nhìn trộm. Thối cốt kỳ, chủ nhà họ xài kinh hãi. Hắn thực lực chỉ có tố thể kỳ tam trọng, đối mặt thối cốt kỳ, khẳng định không phải là đối thủ A. Xài cầu cũng ngây người, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, mang vào trong nhà ngu ngốc, sẽ có thực lực mạnh như vậy. Cung huynh, Xài gia chủ vội vàng chắp tay nói, còn mời xuất thủ cứu con ta, xài mỗ tất có thâm tạ. Cung lập trương cười nói, hiền chất gặp nạn, cung mỗ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn về phía vân phi dương, thản nhiên nói, tiểu tử, đem xài hiền chất thả, tự đoạn hai tay, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Biểu tình kia, cái kia ngôn ngữ, hoàn toàn không có đem vân phi dương để vào mắt, đây là khẳng định, một tên hư không cảnh đại viên mãn, đối mặt một tên thối cốt kỳ võ giả, nếu như không châu điểm, không phải tương đương với tu luyện uổng phí A. Cát, Vân Phi Dương khinh thường nói, người coi mình là người nào nha? Sai phấn tiến cười lạnh nói, tiểu tử, người hãy nghe cho kỹ, đứng ở trước mặt ngươi, nhưng là cung gia thất trưởng lão. Cung lập trương thẳng tắp sống lưng, cung gia, thất trưởng lão. Vân Phi Dương lắc đầu, nói chưa nghe nói qua. Yến Sơn tuyết truyền âm nói, cung gia cấp bậc, cùng ta Yến gia không khác gì nhiều. Vân Phi Dương truyền âm hỏi, các người Yến gia lợi hại sao? Hai người nhìn nhau lâu như vậy, hắn còn không biết đối phương nội tình đây. Yến Sơn Tuyết nói, tại Yến ra so nhất lưu kém chút, mạnh hơn nhị lưu điểm, thuộc về chuẩn nhất lưu gia tộc. A, à, Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nhìn về phía chủ nhà họ xài, cười nói, không nghĩ tới, người xài ra còn có hậu trường đây. Hừ, chủ nhà họ xài cười lạnh nói, tiểu tử, thức thời một chút, mau mau buông ra con ta, không phải vậy, chọc giận cung trưởng lão, người thì không có kết quả gì tốt. Vân Phi Dương cười nói, ta người này... Khi ưa thích không thức thời. Nói, nâng tay lên, hung hăng đánh vào xài cầu trên mặt, đem đánh miệng đầy là máu. Cung lập trương mục quang lãnh lệ lên, kẻ này như là đã biết mình thân phận, lại còn dám phách lối như vậy, còn dám động xài cầu. Muốn chết, hắn bỗng nhiên tiến lên, một trường vỗ ra, ngưng tụ ra sáu ngàn trọng thuần nguyên lực, nương theo lấy từng đợt kình phong. Chủ nhà họ xài hâm mộ nói, không hổ là đại viên mãn cường giả. Xài ra mấy tên cao tầng, ánh mắt hiện ra thật sâu sùng bái. Hô, oh, cung lập trương một quyền oanh đến, vừa nhanh vừa độc, nhưng mà, Vân Phi Dương lại là cười nhạt một tiếng, hắn tiện tay đem xài cầu ném đến đằng sau, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Hiển nhiên, đây là tính toán chính diện đón đỡ đối phương một quyền. Cuồng vọng, tiểu tử này là đang tìm cái chết, mọi người khịt mũi coi thường, bọn họ đánh không lại thối cốt kỳ, nhưng cũng biết, tại phá toái cảnh đại viên mãn trước mặt, thối cốt kỳ cũng lại yếu đáng thương. Chính diện nghênh đón, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cung Lập Trương cười lạnh không thôi, chỉ là một cái thối cốt kỳ, dám đón đỡ bản trưởng lão nhất trưởng, chờ lấy kinh mạch toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ bị chấn nát đi. Hô, mạnh mẽ quyền đầu gào thét mà đến. Cuối cùng, tại mọi người nhìn hạ, một quyền đánh vào Vân Phi Dương trên bàn tay, khí lãng bạo phát, cuốn lên lăn lộn bụi đất. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn có cung trưởng lão tại, nếu không, chúng ta xài ra, sợ là không người có thể trị được hắn. Xài ra cao tầng nghị luận lên. Ha ha. Ngã trên mặt đất xài cầu, không nhìn khóe miệng máu, hưng phấn cười ha ha. Tiểu tử, ngươi chết, nữ nhân ngươi, chính là ta xài cầu. Nghĩ tới Yến Sơn tuyết tuyệt mỹ dung mạo cùng mê người mỉm cười, xài cầu tà hỏa cọ cọ đi lên bốc lên, quên trên mặt nóng bỏng đau. Nhưng mà, làm bụi đất rơi xuống. Khi hắn nhìn thấy giữa sân tình hình, nụ cười trên mặt ngưng kết, bởi vì, tiểu tử kia vẫn lập tại nguyên chỗ, không có xê dịch nửa bước. Chủ nhà họ xài mấy người cũng là ngạc nhiên không có khả năng một cái thối cốt kỳ bị phá toái cảnh đại viên mãn oanh một quyền là sao còn có thể đứng tại chỗ là sao không có bay ra ngoài chẳng lẽ cung trưởng lão vận dụng ám kinh chỉ là đem tên này nội tạng trấn vỡ cũng không có đem đánh bay nhất định là như vậy mọi người thấy vân phi dương không nhúc nhích bộ mặt cũng không biến hóa nhất thời nhận định tên này đã bị oanh giết bọn họ muốn rất đẹp nhưng hiện thực là tàn khốc bởi vì vân phi dương đột nhiên cười rộ lên nhìn qua một chút việc đều không cái này, mọi người nhao nhao hoảng hốt, oa, wow, nhưng vào lúc này, cung lập trương phun ra một ngụm máu đến, tiếp theo lảo đảo lui lại, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Một chiêu đối bính dưới, hắn bị chấn thương đồng thời, cũng cảm nhận được đối phương cái kia mạnh mẽ thuần nguyên lực, chỉ ít tại một vạn trở lên. Không có khả năng, một cái thối cốt kỳ gà mờ, tại sao lại có mạnh như vậy thuần nguyên lực. Chủ nhà họ xài cũng mộng, phá toái cảnh đại viên mãn cung trưởng lão, công hướng một tên thối cốt kỳ, ngược lại sẽ thổ huyết lui lại đến mà không trả lễ thì không hay. Vân Phi Dương một bước phóng ra, quyền đầu bên trong ngưng tụ cuồng khí, trực tiếp anh đang lùi lại cung lập trương trước ngực. Một kích này lực lượng đạt tới vạn trường, cung lập trương xương sườn bị trực tiếp đánh nát, người nhất thời bão bay ra ngoài, sau cùng phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng phún không thôi. Chủ nhà họ xài bọn người, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Cái này thối cốt kỳ, quá lợi hại a à? vậy mà có thể một quyền đem phá toái cảnh đại viên mãn cung trưởng lão đánh thành bộ dáng như thế. Người ngươi ngã trên mặt đất cung lập trương, che ngực, thần sắc sợ hãi nói, người ngươi là cuồng tông đệ tử. Chương 811, chương không ai có thể cứu ngươi. Vân Phi Dương thi triển cuồng nộ chi quyền, bộc phát ra độc hữu cuồng khí thuộc tính, làm cho cái này cung trưởng lão trong nháy mắt hiểu rõ, hắn là cuồng tông đệ tử. Dù sao, tại tiểu thần giới, chỉ có cuồng tông người mới hiểu được vận dụng cuồng khí cùng cuồng kỹ. Cái gì? Xài ra ra chủ thần sắc đại biến, cái này tiểu tử này là cuồng tông đệ tử nói đùa sao, hay là chính mình nghe lầm. Hắc, Vân Phi Dương thu hồi quyền, cười nói, không nghĩ tới cung trưởng lão cũng đã được nghe nói ta cuồng tông. Yến Sơn tuyết mặt sạm lại, thập đại tông môn một trong cuồng tông, tại tiểu thần giới, ai chưa từng nghe qua, cái kia thật là gặp quỷ. Nhưng mà, Vân Phi Dương một câu nói kia, nhất thời để xài ra gia chủ bọn người, có một loại rơi vào vạn trượng hầm băng cảm giác. Hắn hắn thật sự là cuồng tông đệ tử, xài ra gia chủ dọa đến bắp chân đều đang run rẩy. dù sao, Cuồng tông nhưng là thập đại tông môn một trong, là hắn xài ra không thể trêu vào thế lực bá chủ. Đừng nói xài ra, coi như chuẩn nhất lưu cung gia cũng không dám trêu chọc, bởi vì Cuồng tông đệ tử ít hơn nữa, có hóa thần cảnh tông chủ tại, cái kia chính là nhất lưu thế lực. Xong, xài phấn tiến tâm lý oa lạnh oa lạnh, hắn biết, Cuồng tông đệ tử từ trước đến nay đều rất ngông cuồng, phàm là chọc tới bọn họ võ giả hoặc gia tộc, sau cùng đều không kết cục tốt. Xài ra cao tầng cũng là từng cái mặt xám như cho muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn phải là xài cẩu khi hắn biết được chính mình mời đến ngu ngốc nguyên lai là cuồng tông đệ tử trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất ta vậy mà đắc tội cuồng tông đệ tử ta lại còn muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý ta ta mẹ nó đây không phải muốn chết sao cung lập trương gian nan đứng lên hắn chịu đựng nội tạng truyền đến thống khổ nói ngươi là vân phi dương không tệ vân phi dương không có phủ nhận hắn hắn là vân phi dương cái kia đến từ phàm giới võ giả người nhà họ xài, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Tinh vân các bên trong, khuất nhục hai tên thập đại tông môn đệ tử, sớm tại tiểu thần giới truyền ra, hắn xài ra tự nhiên nghe nói qua. Cung lập trương chắp tay, nói, vân thiếu hiệp, là cung mỗ sen vào việc của người khác, cáo từ. Nói, kéo lấy thân thể rời đi, xài ra ra chủ nhất thời nhanh khóc, hắn vội vàng nói, cung huynh, người cũng không thể đi a. À. Cung lập trương mô phỏng như không nghe thấy, hướng về xài ra cửa lớn bước đi, Ước gì lập tức biến mất, cũng không gặp được nữa. Đứng lại, Vân Phi Dương hô, Cung Lập Trương vội vàng ngừng bước, Vân Phi Dương nói, đánh ta một quyền, cứ như vậy đi. Cung Lập Trương Vân khóe miệng co giật, chính mình là đánh ngươi một quyền, có thể còn không phải bị chấn động đến thổ huyết, mà ngươi một chút việc đều không a. À. Còn có, Vân Phi Dương cười nói, ngươi không phải muốn cho xài ra chống đỡ chàng tử a. À. Cung Lập Trương vội vàng nói, Vân thiếu hiệp, ta cùng xài ra chỉ là bạn cũ hôm nay vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện tới bái phỏng một chút. Hiện tại hắn, hận không thể nhấc tay đánh mặt chính mình, tại sao muốn vì xài ra ra mặt, tại sao lại muốn tới nơi này làm khách. Đương nhiên, cũng hận chết xài ra, các ngươi hắn, mẹ cái gì không dễ chọc, hết lần này tới lần khác chọc tới cuồng tông, chính mình muốn chết coi như, còn lôi kéo lão tử theo chôn cùng. Vân Phi Dương không lại để ý hắn, mà chính là nhìn về phía xài ra gia chủ, nói ta chỉ là muốn 50.000 khỏa linh thạch, vì cái gì liền không thể thành toàn ta. Xài phấn tiến vội vàng nói, ta xài ra nguyện ý xuất ra 50 ngàn không, 100 ngàn linh thạch, hiếu kính vân thiếu hiệp. Lúc này, coi như mang củi nhà linh thạch cho hết vân phi dương, hắn cũng sẽ không đau lòng vì, dù sao, cái này cùng gia tộc sinh tử so ra, tính là cái gì chứ? Muộn, vân phi dương nói, ta đã cho các người một cơ hội, sẽ không lại cho lần thứ hai. Hắn đi đến xài cầu trước mặt, một chân đem đá lên đến, nắm chặt cổ áo, cười nói, tiểu tử, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Xài ra cao tầng nghe vậy, nhất thời hiểu rõ, nguyên lai là cái này hỗn đản, chọc tới cuồng tông đệ tử. Xài phấn tiến khí phổi đều nổ tung, hắn phẫn nộ quát, đồ hỗn trướng, người hôm nay xem như đem cha hố chết, đem toàn cả gia tộc đều đẩy hướng vực sâu vạn trường. Một tên cao tầng phẫn nộ nói, ta cũng đã nói, cái này hoàn khố cả ngày bên ngoài gây chuyện thị phi, sớm muộn sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Là nói qua, có thể không chọc tới đại phiền toái trước, còn không phải đối xài cầu không coi ai ra gì, mở một con mắt, nhắm một con mắt, vân vân thiếu hiệp xài cầu khóc nói: ta có mắt không chồng, người đại nhân có đại lược, thì Răng rác vân phi dương trực tiếp tháo bỏ xuống hắn cánh tay phải. a, à, xài cầu tê tâm liệt phế hết thảm lên, xài ra cao tầng từng cái lặng yên không lên tiếng, bọn họ ở trong lòng cầu nguyện, cái này hãm hại, nếu như chết lời nói, làm cho cuồng tông đệ tử lửa giận tiêu trừ, vậy thì chết đi sang rác, vân phi dương lại tháo bỏ xuống xài cầu cánh tay trái trên mặt mang ác ma mỉm cười mẹ ngày hôm nay may mà đụng phải là lão tử nếu như đổi lại phổ thông dân chúng tầm thường chẳng phải là liền để hắn đắc thủ trên đời lại thêm oan hồn a à, xài cầu kêu thảm cũng nói cha cứu ta 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 sắp chết xài phấn tiến nhìn lấy nhi tử loại kia sống không bằng chết thống khổ biểu lộ nắm tay nói vân thiếu hiệp chỉ cần ngươi thả qua con ta xài mỗ điều kiện gì đều đáp ứng Vân Phi Dương nói, con của ngươi, ngày hôm nay phải chết. Nói, một quyền đánh vào xài cầu trước ngực, đem đánh thổ huyết liên tục, hắn muốn để tên này chết, cũng muốn chết rất thống khổ. Qua, wow, xài cầu phun ra một ngụm máu tới, hiện tại hắn, đã đối yến sơn tuyết không có bất kỳ ý tưởng gì, mà là tại hối hận, vì cái gì ngày hôm nay muốn đi trên đường, hảo hảo ở tại nhà bồi tiếp vừa cưới vào cửa tiểu thiếp không tốt sao. Lục nhi, là cái này hỗn đản, nếu như không phải hắn giật dây, nếu như không phải hắn dự cảm, chính mình há sẽ rời đi xài phủ, làm thế nào có thể gặp được cái này cuồng tông đệ tử. Núp ở phía xa lục nhi, sớm đã mặt xám như cho, nếu như thiếu ra có cái gì ngoài ý muốn, chính mình khẳng định cũng không sống. Phu quân, Yến Sơn tuyết đi tới, nói cái này ác tặc để cho ta tới giết đi. Theo trên đường, đến xài phủ, xài cầu nhìn nàng ánh mắt đều là phi thường dâm đáng hạ lưu. Nếu không có theo vân phi dương ý tứ diễn kịch, Yến Sơn Tuyết chỉ sợ sớm đã nhịn không được động thủ, đem chém giết. Nương tử, Vân Phi Dương nói, tên này máu quá bẩn, vẫn là để ta tới giết đi. Nói, trực tiếp bẻ gãy xài cầu cái cổ, để hắn đi hoàng tuyển uống trà. Đi tiểu quyết, tự nhiên thiếu không lớn. Vân Phi Dương xuất hiện tại xài phấn tiến trước mặt, nhẹ nhàng giơ tay lên, nói con của ngươi những năm nay, không ít tai họa phụ nữ đàng hoàng, thân làm cha, dung túng mặc kệ, đồng dạng có tội. Bành, xài ra gia chủ bị đánh bay ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Giết chết xài phấn tiến về sau, Vân Phi Dương thân hình lóe lên, đi vào xài ra tàng linh thạch bảo kho, đem bên trong linh thạch quét sạch sành xanh. Còn không ít, khoảng chừng hơn 10 vạn khỏa, thu linh thạch về sau, Vân Phi Dương lại đi kho vũ khí cùng vũ kỹ kho, phàm là có chút giá trị, hết thảy lấy đi, làm đến đại thanh quét. Cung trưởng lão đúng không? Vân Phi Dương quét sạch về sau, nói đến, đem ngươi không gian giới chỉ giao ra. Chương 812, chương Hiệp Nghĩa Chi Sĩ A Vì mạng sống, cung lập trương ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ giao ra vân phi dương thật cũng không làm khó hắn nói ngươi có thể đi vân thiếu hiệp cáo từ cung lập trương kéo lấy thụ thương thân thể bay khỏi mà đi khi hắn ra xài ra xác định an toàn sau khi nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này cuồng tông đệ tử nếu như làm khó dễ chính mình sợ không có mạng sống đi ra cung lập trương sau khi rời đi vân phi dương đem ánh mắt khóa chặt tại xài ra cao tầng trên thân trong con người lóe ra sát cơ Mọi người thấy thế, hãi nhiên thất sắc. Một tên cao tầng vội vàng nói, Vân Thiếu Hiệp, cái kia đắc tội ngươi xài cầu cùng phụ thân hắn, đã bị ngươi chu sát, còn xin bỏ qua cho ta xài ra. Mọi người đều là hiện ra cầu xin ánh mắt. Cũng thế, Vân Phi Dương thu hồi sát cơ, xài ra gia chủ cùng con của hắn bị giết, cũng coi như xong chừng ác trừ gian nhiệm vụ, cái này xài ra cũng không cần thiết toàn diệt. Hy vọng ngươi chờ sau này học được giáo huấn, chuyên tâm tu luyện võ đạo, không muốn ỉ vào thế lớn, khi nhục bách tính. Nói xong câu đó, Vân Phi Dương cảm giác mình quanh thân cần phải phóng xuất ra vĩ đại thánh quang. Đúng đúng, xài ra cao tầng dối rít nói. Nàng dâu, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo Yến Sơn tuyết tay nhỏ rời đi. Tên này còn tại diễn, còn tại chiếm tiện nghi. Mắt tiến hắn rời đi về sau, xài ra các cao tầng còn từng cái chân ngã trên mặt đất, gấp rút hô hấp lấy, sau lưng đều bị mồ hôi sấp ẩm ướt. Mọi người không chút nghi ngờ vừa rồi tên kia nếu quả thật động sát tâm, xài ra khẳng định sẽ từ đó ở cái thế giới này biến mất. Xài phấn tiến cùng xài cầu thi thể, cứ như vậy nằm ở bên cạnh họ, lại không có bất kỳ người nào bi thương. Lục nhi, xài ra một tên cao tầng đứng lên, phẫn nộ nói cả ngày xui khiến xài cầu điều tức phụ nữ đàng hoàng, quả thật tội không thể tha. Giết hắn, mấy tên khác cao tầng phẫn nộ, xài cầu cùng hắn người hầu, không làm thiếu táng tận lương tâm sự việc, trước kia trở ngại gia chủ, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một con mắt. Bây giờ xài phấn tiến đã chết, cũng không có cái gì cố kỵ, cái này tên cẩu nô tài phải chết. Nhị ra, Phúc, gọi là lục nhi hạ nhân, bị lợi kiếm động đâm thủng ngực, đi theo thiếu ra mà đi. Trước khi chết hắn còn nghĩ đến, tính đi tính lại, không có. Không có tính toán cho tới hôm nay có họa sát thân. Cái kia đối với tiểu phu phụ đi vào thật lâu đi. Rất nhiều bách tính cùng võ giả khi thì đem ánh mắt đặt tại xài phủ cửa lớn, khi thì nhỏ giọng nghị luận. Oanh, đột nhiên, xài ra cửa lớn vỡ nát vân phi dương cùng yến sơn tuyết vừa nói vừa cười đi tới mọi người thấy thế nhao nhao ngạc nhiên bị công tử nhà họ xài mời đi vào đối với phu phụ lại còn có thể bình yên vô sự đi tới cái này thực sự quá bất khả tư nghị phu quân yến sơn tuyết cười nói chúng ta đi đại diễn tự đi được vân phi dương mang theo nàng tiến về cửa tây làm hai người thân ảnh biến mất tại trên đường phố nội thành bách tính mới lấy lại tinh thần tình huống như thế nào Ta không có hoa mắt a, à. mọi người thực tại không cách nào hiểu rõ, đối với tiểu phu phụ là sao còn có thể an toàn đi ra. Xế chiều hôm đó, xài ra ra chủ cùng xài cầu chết, tại ngỗng trời thành truyền ra, nội thành bách tính mới hiểu được, nguyên lai thằng ngốc kia ngốc người trẻ tuổi, là cuồng tông đệ tử. Hiệp nghĩa chi sĩ a, à. anh hùng a, à. rất nhiều bách tính nhao nhao cảm động đến rơi nước mắt. Ngỗng trời ngoài thành, Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết đi tại giữa rừng núi. Kỳ quái, hắn nâng cầm lên, nói, một cái bất nhập lưu xài ra, tại sao lại có 100 ngàn khỏa linh thạch. Hôm qua sai lầm viết thành 30 ngàn, đang phát ra mấy phút đồng hồ sau, đã sửa đổi. Cái gì, 100 ngàn khỏa, thao thiết chừng to mắt, mẹ, bản vương hôm qua ngủ một giấc, không có đi cùng xài ra, tên này thì kiếm lời 100 ngàn, quá trông mà thèm. Yến Sơn tuyết kinh ngạc nói, nhiều như vậy, Yến ra làm chính xác nhất lưu thế lực, linh thạch chứa đựng lượng, cũng mới hơn 200 ngàn mà thôi. Nàng nói có phải hay không là xài ra, phát hiện linh thạch quáng mạch mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy nhiều như vậy. Rất có thể, Vân Phi Dương đồng ý. Yến Sơn Tuyết nói, xem ra, chúng ta đến trở về xài ra một chuyến, có lẽ, mỏ quãng linh thạch còn không có khai thác xong đâu. Không cần phiền toái như vậy, Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, hai tay dán trên mặt đất, hậu thổ thuộc tính điên cuồng tràn vào. Yến Sơn Tuyết nói, người đang làm gì, tìm mỏ quặng đang khi nói chuyện, Vân phi dương hậu thổ thuộc tính, đã lan tràn hơn 10 dặm, trong đất bùn bất luận cái gì khoáng vật chất, đều bị chuyển xác bắt được. Cái này cũng có thể tìm tới. Yến Sơn tuyết thần sắc khẽ giật mình, thao thiết thì là hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên, hắn đối linh thạch, không có bất kỳ cái gì chống cự. Một khắc đồng hồ sau, vân phi dương hậu thổ thâm nhập dưới đất, hướng chung quanh bao phủ hơn 50 dặm, cũng thuận lợi tìm tới một chỗ phong bế linh thạch quáng động. Hắc, hắn cười nói, vậy mà giấu đi, đáng tiếc, tại lão tử trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đi, Vân Phi Dương đứng lên, mang theo hai người tiến về 50 dặm có hơn gò núi chỗ. Xài ra một mực đang ngống trời thành sinh tồn, cũng liền tại 20 năm trước, ngoài ý muốn phát hiện một tòa mỏ quảng. Bọn họ sợ truyền đi, dẫn tới diệt tộc chi họa, cho nên một mực không dám lộ ra, lặng yên đào lấy. Đào trọn vẹn hơn 10 năm, đào ra 100 ngàn khỏa linh thạch. Như vậy, vì cái gì không hấp thu đâu, xài ra gia chủ có ý định khác, cái kia chính là dựa vào 100.000 linh thạch, mua cao cấp vũ khí cùng vũ khí. Giống như vậy tiểu gia tộc, vũ khí cùng vũ khí, thường thường muốn so linh thạch càng có giá trị, chỉ ít có thể truyền thừa cho hậu nhân. Nhưng mà, linh thạch còn không có hoa, liền bị Vân Phi Dương cho đoạt, thì liền cố ý phong bế mỏ quặng, cũng bị phát hiện. Oanh, Vân Phi Dương đem động khẩu oanh mở, Yến Sơn Tuyết đi tới, nàng xem thấy không có khai thác xong hầm mỏ, ngạc nhiên nói, ngươi là thế nào phát hiện bí mật vân phi dương chắc chắn sẽ không nói chính mình có hậu thổ thuộc tính có thể thấy rõ phương viên mấy chục dặm trong đất bùn hết thảy đạp hắn đi đến bên vách đá duyên một tay dán đi lên hậu thổ thuộc tính dung nhập bên trong soát xoát, hòn đá nhao nhao chóc ra từng viên linh thạch theo trong đất bùn lăn xuống đi ra ha 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 thao thiết hưng phấn tiến lên liền muốn đem linh thạch cho nuốt nhưng là vừa hé miệng linh thạch liền được thu vào phi dương đại lục một quả đều không có để lại Vân Phi Dương thản nhiên nói, những này là ta đào, người muốn ăn, chính mình đào đi. Ngươi, thao thiết tức giận không thôi, nhưng vẫn là thuận tay cầm lên trong động cái cuốc, bắt đầu đào lên. Hắn biết đào sao, không biết, cho nên đào lát nữa, một khỏa linh thạch không có móc ra, ngược lại là đào ra không ít quảng đồng, sau cùng chỉ có thể rất phiền muộn ăn hết. Nhìn nhìn lại Vân Phi Dương, người ta căn bản là không có cầm cái cuốc, cũng không có động thủ đi đào, cứ như vậy tùy ý dán tại thạch bích bên trên, linh thạch thì xoát xoát chóc ra. Đáng giận, thao thiết mắt nhìn thèm, hận không thể nảy nở miệng rộng, đem chọn cái mỏ quặng cho nuốt. Muộn, bởi vì ở thời điểm này, Vân Phi Dương đã đem còn thừa 50.000 khỏa linh thạch toàn bộ đào ra, đồng thời, tại nơi sâu nhất trong lòng đất, tìm tới một khỏa linh thạch chi mẫu. chương 813, trương phá 40.000, 15 vạn khỏa linh thạch, một khỏa linh thạch chi mẫu. Lần này ngỗng trời thành chuyến đi, Vân Phi Dương thu hoạch tương đối khá, không khỏi cảm khái, vẫn là ăn cướp tốt, có thể nhanh chóng làm giàu. Rời đi mỏ quặng về sau, hắn trả kiểm lại một chút cung lập trương không gian giới chỉ, thu hoạch được mấy ngàn khỏa linh thạch. Tuy nhiên ít một chút, nhưng Vân Phi Dương tuyệt không ghét bỏ, dù sao, chân mũi tuy nhỏ là thịt. Thao thiết tội nghiệp nói, có thể hay không cho bản vương điểm nha. Ngươi lại không xuất lực, tại sao phải cho ngươi? Vân Phi Dương nói, thao thiết sụp đổ, trên đường, tên này khóc lóc van nài xin, sau cùng đem Vân Phi Dương cầu phiền, mới phân cho hắn 100 khỏa. Ta dựa vào, người thu hoạch được nhiều như vậy, thì cho bản vương 100 khỏa, quá keo kiệt đi. Thao thiết kháng nghị nói, Vân Phi dương bĩu môi nói, có thể cho người cũng không tệ, khác không biết đủ. Thao thiết cất linh thạch, hoa hoa rời đi, đằng sau Yến Sơn tuyết một mực trầm mặc, nghĩ đến trước đó, tên này vẻn vẹn dùng rất thời gian ngắn ở giữa, đem mỏ quạng đào giống, tâm lý vẫn không khỏi chấn kinh. Hắn, đến cùng làm sao làm được, Vân Phi Dương tuy nhiên dựa vào hậu thổ, nhanh chóng đào sạch sẽ linh thạch, nhưng bên trong thân thể thuộc tính cũng hao phí không khác gì nhiều, cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Rời đi ngỗng trời thành sau, Vân Phi Dương dựa theo cuồng tông hành đạo lục, phàm là đi ngang qua thành trì, có mục tiêu, khẳng định phải đi vào. Một tháng thời gian, tên này vào xem năm gia tộc, nhưng mà, hành nghiệp trưởng nghĩa về sau, thu hoạch được linh thạch số lượng, cộng lại không đủ 10.000 khỏa. Quả nhiên, giống xài ra dạng này gia tộc, vẫn là ít càng thêm ít, Vân Phi Dương cũng hiểu rõ, dựa vào ăn cướp, chỉ có thể giải quyết ấm no, không thể phát tài làm giàu. Yến Sơn Tuyết còn cười nói, bất nhập lưu gia tộc, không có vật gì tốt, người có thể cân nhắc, đi ăn cướp nhị lưu trở lên gia tộc. Vân Phi Dương lắc đầu, gia tộc nhị lưu, ít nhất phải có một tên hư không cảnh cường giả tỏa chấn, lấy bây giờ mình thực lực, coi như có thể liều đến qua, cũng sẽ trả giá đắt. Làm sao, Yến Sơn Tuyết cười nói, không dám, nữ nhân này, là đang nhìn chính mình chê cười sao. Vân Phi Dương nói, còn có ta không dám sự việc a? À. Sư huynh, Yến Sơn Tuyết cười nói, không được thì đừng xính cường, ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Hừ, Thao Thiết theo ở phía sau, Thản Nhiên nói, chỉ có cặn bã mới có thể khi dễ bất nhập lưu gia tộc. Vân Phi Dương bị hai người như thế một kích, nhất thời đánh nhịp nói tốt, đi ăn cướp gia tộc nhị lưu. Bất quá, hắn cười nói cũng không phải là hiện tại. Yến Sơn Tuyết nói, có ý tứ gì? Vân Phi Dương nói, ta cần một chút thời gian đi hấp thu linh thạch, để cao trúc thực lực. Phi dương đại lục, vân phi dương dung thân tiến đến, hắn trước đem linh thạch chi mẫu, đặt ở diệp khai hoa lạc trong quan tài, sau đó bắt đầu hấp thu linh thạch. ngọa tào, phi dương ca hấp thu nhanh như vậy, nhìn lấy vân phi dương một viên tiếp nối một viên hấp thu, đồng dạng đang hấp thu là một bọn người, nhất thời bị gấp đôi đả kích. Mấy tháng sau, vân phi dương hấp thu 100.000 ngàn khỏa linh thạch, cảnh giới đột phá đến thối cốt kỳ tam trọng. Là một bọn người bị đả kích thương tích đầy mình, bởi vì, trong khoảng thời gian này, bọn họ mọi người cộng lại, hấp thu số lượng, mới chưa đến mấy vạn khỏa. Vân Phi Dương lập tại diễn võ trường, mà vị trí trung tâm còn để đó theo cuồng tông mang vào chắc thí thạch. Đột phá đến thối cốt kỳ về sau, hắn vốn là muốn thử một lần lực lượng, bị tả tư âu quấy dày, ngày hôm nay cũng coi là lần đầu. Mọi người dừng lại tu luyện, nhao nhao vây quanh. Là mục suy đoán nói, Phi Dương ca cùng ngưng tụ hai trọng chân long chi lực trưởng lão đối bính một chiêu không bị thua, thuần nguyên lực khẳng định tại 20.000 trọng trở lên. Vân lịch lườm hắn một cái, nói, người đây không phải nói nhảm sao. Bây giờ đột phá đến thối cốt kỳ tam trọng trọng, hẳn là sẽ đạt tới hai vạn năm trọng đi. La Mục nói, Vân Lịch lắc đầu, nói, hẳn là sẽ cao hơn. Cao hơn, chẳng lẽ muốn phá ba mươi ngàn, liền tại bọn hắn mong mỏi cùng trông mong hạ, Vân Phi Dương nắm tay phải một nắm, bỗng nhiên đập tới, trùng điệp đánh vào chắc thí trên đá, rất nhanh, hiện ra con số là hai mươi ngàn, ngàn trọng ít như vậy là một cùng vân lịch sụp đổ hơn hai mươi trọng thuần nguyên lực rõ ràng thấp tại bọn hắn suy đoán liễu nhu còn cười nói đây chỉ là sư đệ thuần túy thân thể lực lượng còn không có thi triển vũ kỹ đây thì ra là thế ngọa tao thuần túy thân thể lực lượng đều khủng bố như vậy cái này phải vận dụng cuồng kinh cùng cuồng kỹ phá ba át không là dễ như trở bàn tay a à. liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, nắm tay phải ngưng tụ tử sắc cuồng khí. Muốn thi triển cuồng kỹ, mọi người nhao nhao nhìn chăm chú. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một bước phóng ra, thi triển ra cuồng nộ chi quyền, hình thành lạnh lùng cuồng phong, dưới chân đất cát hất lên. Oanh, thế đại lực trầm một quyền, đánh vào chắc thí trên đá, chung quanh bụi đất càng là bay múa, đem hắn che giấu bên trong. Rất nhanh, bụi đất rơi xuống, mọi người nhìn về phía chắc thí thạch, thì thấy phía trên hiện ra con số là ba vạn sáu ngàn trọng. Ngoả tàu, mạnh như vậy, là một cùng vân lịch bọn người sụp đổ, thi triển cuồng kinh cùng cuồng kỹ về sau, thuần nguyên lực tăng phúc đạt tới một vạn hai ngàn trọng, cái này mẹ nó quá dọa người đi. Mẹ chứng, vừa hên thiệt thòi chúng ta cả ngày bị hắn kích thích, luyện thành một bộ cường đại trái tim. Không có phá bốn mươi ngàn, vân phi dương có chút thất vọng thu hồi quyền, nói còn muốn tiếp tục hấp thu. Hắn không có rời đi, vẫn tại phi dương đại lục hấp thu linh thạch, cũng tại nửa tháng sau, thuận lợi đột phá đến thối cốt kỳ tứ trọng. Theo nhất trọng đến tứ trọng, tên này đem thu hoạch được 15 vạn khỏa linh thạch toàn bộ hấp thu. Xem ra, muốn dựa vào linh thạch tăng lên tới 9 tầng, cần linh thạch số lượng, tuyệt đối là con số trên trời. Đột phá về sau, Vân Phi Dương lần nữa đi vào chắc khí thạch trước, đầu tiên là lấy thuần túy thân thể đánh ra 2 vạn 8 ngàn trọng. Chỉ là đề bạt một cái tiểu trọng vị, lại đề cao 6 ngàn trọng muốn hay không dọa người như vậy a à? là một bọn người âm thầm líu lưỡi bành vân phi dương lần nữa thi triển cuồng kinh cùng cuồng kỹ một quyền đánh ra trị số thì là 40 mươi ngàn trình hắn cười nói cái này còn tạm được nói về đến tiểu thần giới hướng về phía sơn động nghỉ ngơi yến sơn tuyết nói đi thôi chúng ta đi tìm gia tộc nhị lưu nắm giữ 40 mươi ngàn trọng thuần nguyên lực để hắn có đầy đủ tự tin có thể tại ra bất ngờ phía dưới đánh sắp vừa bước vào chân long kỳ cường giả bất nhập lưu thậm chí tam lưu gia tộc tại tiểu thần giới khắp nơi có thể thấy được cơ hồ mỗi tòa thành trì đều có nhưng là nhị lưu trở lên gia tộc cũng rất ít gặp vân phi dương ba người đi nửa tháng đi ngang qua bảy tám cái thành trì không có gặp được một cái gia tộc nhị lưu yến sơn tuyết nói chúng ta vị trí khu vực thuộc về hẻo lánh nhất khu vực không có khả năng có gia tộc nhị lưu đây cũng thế vân phi dương nói đột nhiên hắn nguyên niệm bao phủ khu vực bên trong phát hiện một tòa thành trì nội thành chiêng chống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên, hiển nhiên, có một cái gia tộc tại cử hành hôn lễ. Đi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt, chương 814, 6, chương Vân Phi Dương, cướp cô dâu, lại đến thành, một tòa không tính quá thành lớn, tại tiểu thần giới khắp nơi có thể thấy được, ngày hôm nay, nội thành pháo cùng vang lên, phi thường náo nhiệt. Vân Phi Dương vào thành về sau, gặp trên đường phố răng đèn kết hoa, cười nói, lão ca, hôm nay là nhà ai đại hôn nha, vậy mà bố trí long trọng như vậy bên cạnh trung niên nhân kia liếc hắn một cái nói ngươi là người bên ngoài a à? không tệ vân phi dương nói trung niên nhân cười nói đây là nội thành đại gia tộc hạ gia đại tiểu thư xuất giá ngày a à, vân phi dương hiểu rõ rất hứng thú lập trong đám người xem náo nhiệt tâm lý còn nghĩ lúc nào có thể cưới chỉ khê các nàng đâu quan hệ đều phát sinh thiếu cũng là một cái thể diện hôn lễ không được Vân Phi Dương thầm nghĩ, ta thực lực bây giờ quá yếu, chờ lúc nào, có thể tại tiểu thần giới đặt chân, tái giá các nàng đi. Yến Sơn Tuyết đứng ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng đau thương. Nàng không nhỏ, đã qua suốt giá tuổi tác, cho nên, nhìn thấy đại hôn việc vui, khó tránh khỏi có chút sầu não, mà cái này cũng là lớn tuổi thứ nữ phiền não. Đương nhiên, lấy Yến Sơn Tuyết dung mạo, tuyệt đối không lo gả, chỉ là, Thủy Trung không tìm được phù hợp. Trước mắt ngược lại là có một vị, chỉ là... Nhớ tới hắn vị hôn thê cùng những nữ nhân kia, đối với mình sinh ra địch ý, Yến Sơn Tuyết không khỏi thở dài trong lòng. Một đám cặn bã, thao thiết đứng ở phía sau, trong ánh mắt có khinh thường. Đón dâu đội ngũ đến, đột nhiên, có người hô lớn nói. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy một tên thân thể mặc màu đỏ cưới áo nam tử, cưới ngựa cao to, cao hứng bừng bừng đi tới. Tám tên tráng hán, sơ lên kiệu hoa, đằng sau, thì là hai hàng cưới nghi trượng đội, Nhân số nhiều đến trăm tên, sắp xếp lên hàng dài A, à, Vân Phi Dương nói Cái này hạ ra cô ra trong nhà rất xa hoa Nam nữ thành hôn, chính là nhân sinh đại sự Vô luận phàm giới vẫn là tiểu thần giới Còn lớn hơn xử lý, nhà trai như thế đón dâu đội ngũ Đủ để chứng minh, rất có thực lực Cũng không, bên cạnh trung niên nhân Thấp giọng nói, hạ ra cái này cô ra Là vô song thành bên trong phương gia dòng chính Thân phận cao quý rất Vô song thành Vân Phi Dương không có việc gì đọc qua cuồng tông hành đạo lục thời điểm, từng thấy qua cái này thành trì, mà phương gia tự nhiên cũng ở trong hàng. Hành vi phạm tội là, xem mạng người như cỏ rác. Hắc, thật đúng là trùng hợp, ca ca ta có cần phải tới xuất trận cướp cô dâu trò vui đâu. Vân Phi Dương tiện tiện cười rộ lên, sư huynh, Yến Sơn tuyết truyền âm tới, vô song thành tại tiểu thần giới, được cho nhị lưu thành trì, cái này phương gia, hẳn là gia tộc nhị lưu. Vân Phi Dương nói, xem ra, thật muốn đi đoạt hôn. Hạ gia đón dâu Tân Lang đứng ở trước phủ đệ, tiêu sái từ trên ngựa nhảy xuống. Nhạc phụ hắn hướng về phía trước cửa cái kia vẻ mặt tươi cười lão giả chắp tay nói: "Kiên tế, mời đến." Hạ gia gia chủ chắp tay nói: "Hạ gia chỉ là bất nhập Lưu gia tộc, Phương gia thì là gia tộc nhị Lưu, dù cho là cha vợ cũng phải cung cung kính kính chiêu đãi." Tân Lang cười nhập Hạ gia, xem náo nhiệt rất nhiều võ giả còn nghị luận lên: "Hạ gia đại tiểu thư, gả cho Phương gia dòng chính, Hạ gia tại lại đến thành địa vị." khẳng định nước lên thì thuyền lên. Hà gia cùng triệu ra hai nhà này, hiện tại sợ rằng sẽ rất phiền muộn đi. Ba nhà tranh giành lại đến đầu tường đem ghế, đã tranh giành hơn 20 năm, bây giờ cũng coi như phân gia cao thấp tới. Ai, hạ gia tốt số, sinh một cái đẹp như tiên nữ nữ nhi. Có võ giả nói, đẹp như tiên nữ, nghe được bốn chữ này, Vân Phi Dương nói, ta ngược lại muốn xem xem, có bao nhiêu đẹp. Nói, nguyên niệm thi triển, tuôn hướng hạ phủ, đi vào hạ gia nữ nhi đợi gả khuê các bên trong. Trước bàn trang điểm, một tên đầu mang mũ phượng nữ tử, ngồi yên lặng, tinh tế liễu nghi, đôi mắt đẹp giống như trăng sáng, mũi ngọc tinh xảo vảnh cao, môi son như lửa. Cái này thật là một cái mỹ nữ, nhưng cùng Vân Phi Dương bên người Yến Sơn Tuyết so ra, vẫn là hơi kém một chút. Ừm, đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện, cái này đợi gả nữ tử trong đôi mắt lấp lóe nước mắt, hai hàng thanh lệ chậm chậm rơi xuống. Đại tiểu thư, mới vừa lên tốt trang, người sẽ khóc bẩn. Một người trung niên phụ nữ nói ra, vú em, nữ tử kia nước nở nói, ta hạ mộng thần vận mệnh, cũng là làm cha quan hệ thông gia quân cờ. Vú em nói, đại tiểu thư, lời này của ngươi, lão thân nghe không hiểu. Hạ mộng thần không nói nữa, lặng yên không một tiếng động đem trên bàn cây kéo thu nhập trong tay áo. Ai, Vân Phi Dương nói, lại là một trận không có có tình cảm chính trị hôn nhân. Loại chuyện này, tại lấy võ làm đầu thế giới bên trong, thường thấy nhất nhiều ít thiếu nữ ủy khuất chấp nhận lại có bao nhiêu nữ tử tìm cái chết dựa vào lão tử quyết định cái này cưới nhất định phải đoạt giờ lành đã đến tại vũ em cùng hạ nhân chỉ huy hạ hạ mộng thần phủ thêm đỏ khăn cô dâu đi ra hạ trước cửa phủ sau đó tiến vào kiệu hoa bên trong hiền tế đưa mắt nhìn nữ nhi lên kiệu về sau hạ gia gia chủ nói chiếu cố tốt nữ nhi của ta cha vợ xin yên tâm ta phương tuấn kiệt nhất định sẽ thật tốt đối đãi mộng thần Tân Lang chắp tay nói, nói, thúc ngựa mà lên, lên kiệu, hô, tám tên tráng hán nâng lên kiệu hoa, tại pháo cùng chiêng chống nguyên náo hạ, hướng về ngoài thành mà đi. Đi, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi ngoài thành chờ lấy. Đi ngoài thành chờ lấy? Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình nói, người muốn làm gì? Vân Phi Dương nhếch miệng cười nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao có thể gả cho một cái có tội trạng gia tộc dòng chính đây? Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên nói, người muốn cướp hôn? Không tệ. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, hướng về thành bước ra ngoài, mà Yến Sơn Tuyết thì không ngừng nói, tên này, thật là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Cướp cô dâu, thao thiết nỉ non một câu, cười nói, giống như rất thú vị. Nói, cũng đi theo, đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Vân Phi Dương tránh tại bọn họ cần phải trải qua trên đường, âm thầm tính toán, chính mình là lặng yên không một tiếng động đem tân nương bắt đi, vẫn là quang minh chính đại đi đoạt đâu. Ai nha, thật là khó lựa chọn. Xoát, đột nhiên, chỗ tối có lưu quang bay ra, liền thấy một người thanh niên thủ tại trên đường đi, ngăn trở đón dâu đội ngũ, song quyền nắm chặt, trong con người lóe ra dứt khoát. T, Phương Tuấn Kiệt ghim ngựa dừng lại, cao mày nói, bằng hiểu, người ngăn trở ta đường đi. Đại hôn việc vui, bị người cố ý ngăn lại, là điểm xấu đây. Người trẻ tuổi không để ý hắn, mà là nhằm vào lấy kiệu hoa la lớn, mộng thần, theo ta đi. Ai nha, ta đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, lại có người nhanh hơn ta một bước, đi đoạt hôn nha. Hạ mộng thần sốc lên màn kiệu, khóc nói, từ hôm nay trở đi, ta hạ mộng thần cũng là phương gia con dâu, người đi đi. Không, người trẻ tuổi phẫn nộ quát, người là ta vân phi dương nữ nhân, vĩnh viễn đều là. Giát, vân đại tiện thần mộng, cái này tên này cũng gọi vân phi dương, mẹ trứng, đầu tiên là cũng giống như mình đến cướp cô dâu, lại cùng mình trùng tên, đây thật là duyên phận đây này. Yến Sơn tuyết che miệng cười nói, sư huynh, hắn cùng tên ngươi một dạng. Vân Phi Dương chân thành nói, đáng tiếc, không có đẹp trai như ta. chương 815, Trương đừng hỏi ta là ai. PS, vì phân biệt ai là ai, nhân vật chính Vân Phi Dương, lấy Vân Đại Tiện Thần tạm thời thay thế. Thủ tại trên đường đi, ngăn trở đón dâu đội ngũ người trẻ tuổi cũng gọi Vân Phi Dương. Tiểu thần giới nhân khẩu rất khó tính toán, đụng phải trùng tên chẳng có gì lạ. Chỉ là, cái này Vân Phi Dương ưa thích nữ nhân, vào hôm nay, ngồi tại người khác kiệu hoa bên trên. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch, cũng không cách nào cùng Vân Đại Tiện thần so. Phương Tuấn kiệt sắc mặt âm trầm xuống, ngày đại hôn đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, chỉ mình tân hôn thê tử, nói là hắn nữ nhân, như thế nào có thể chịu được. Mộng Thần, Vân Phi Dương nắm quyền, ánh mắt kiên định nói, "Theo ta đi, từ đó lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà." Hạ Mộng Thần không nói, chỉ là thủ tại kiệu hoa trước, yên lặng rơi lệ, trên mặt trang điểm đã bẩn ai núp trong bóng tối vân đại tiện thần lắc đầu thầm nghĩ chẳng lẽ lại là một đôi số khổ diệp khai cùng hoa lạc a à? phương tuấn kiệt mặt càng thêm đen hắn âm thanh lạnh lùng nói người tới đem cái này người điên giết cho ta Xoát, đổi rước dâu bên trong đi ra hai tên võ giả quanh thân bạo phát khí tức hiển nhiên chính là hư không cảnh đại viên mãn đại ca tên này mới vừa nói chính mình là vân phi dương dọa ta một hồi còn tưởng rằng đụng phải cuồng tông đệ tử vân phi dương đây hơi gầy phương ra võ giả nói, nếu như không phải tại long môn màn sáng bên trên, thấy qua tên kia, ta kém chút coi là, hắn thì là đến từ cấp thấp phàm giới Vân Phi Dương đây. Hắc, Vân Đại Tiện thần vui, không nghĩ tới, chính mình còn rất nổi danh khí, liền gia tộc nhị lưu đều biết đây. Thực rất nhiều gia tộc, đều nghe nói qua Vân Phi Dương, có còn tại long môn màn sáng lên gặp qua, dù là bị giết xài ra gia chủ. Chỉ là, trải qua nhiều năm như vậy, không ít gia tộc, đối Vân Phi Dương hình dạng, đã nhớ kỹ không rõ lắm phương tuấn kiệt nghe được hai tên gia tộc võ giả nói nhớ tới từ phàm giới thiên tài hắn cười lạnh nói ta nói làm sao có chút quen tai nguyên lai like cùng tên kia trùng tên ha ha vân phi dương cười to nói ta nếu là hắn làm thế nào có thể ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi xem ra hắn cũng đã được nghe nói cái kia đến từ phàm giới cùng mình trùng tên vân phi dương đáng tiếc chính mình chỉ có vỗ thần cấp làm sao có thể cùng cái kia trước lăng tiêu phái lại bái nhập cuồng tông môn hạ, đánh sắp hai tên thập đại tông môn đệ tử thiên tài đánh đồng đây. Hừ, Phương Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi là cái kia đến từ phàm giới Vân Phi Dương, dám vào hôm nay cản bản thiếu, kết quả cuối cùng cũng là chết. Ai nha, ta đi, Vân Đại Tiện Thần núp trong bóng tối, nhìn thấy tên này như bức bộ dáng nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Phương ra hai tên võ giả từng bước một đi tới, trên mặt phủ đầy sát ý, bên trong một người lạnh nhạt nói, vừa đạt tới vũ thần cấp gà mờ, cũng dám cản ta công tử đường, thật là muốn chết. Đại ca, sau lưng võ giả cười nói, ngày hôm nay chúng ta có thể giết chết Vân Phi Dương, mặc dù trùng tên, không phải bản tôn, nhưng cũng là một kiện không tệ sự việc nha. Ha ha ha, gọi đại ca võ giả cười rộ lên, xoát, nhưng vào lúc này, hắn xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, một quyền oanh ở trước ngực, đem đánh bay ra ngoài mấy trượng. Wow, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Tại hư không cảnh đại viên mãn trước mặt, hắn cái này vô thần cấp, thật sự là yếu đáng thương. Vân đại tiện thần lắc đầu, như thế đồ ăn tu vi, cũng dám ra đây cướp cô dâu, cùng tên với mình ra hỏa, thật sự là điển hình tìm đường chết a. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị đánh bay, cũng thụ thương ngã xuống đất, thủ tại kiệu hoa trước hạ mộng thần che miệng khóc lên. Xuất thủ phương ra võ giả đi tới. Lập ở trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, chết đi. Xoát, nói, một chân nâng lên, xem ra tính toán một chân giết chết Vân Phi Dương. Chậm, Phương Tuấn Kiệt nói, hôm nay là bản thiếu ngày vui, đừng đem đường làm bẩn, chuyển sang nơi khác giải quyết. Đúng, Phương ra võ giả thu chân, kéo lên thủ thương Vân Phi Dương, hướng bên cạnh rừng cây bước đi. Phương công tử, nhưng vào lúc này, thuốc thiết hạ mộng thần quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt cầu xin, xin hãy tha cho hắn đi. Phương Tuấn Kiệt ánh mắt âm sâm nói, hạ mộng thần, bản thiếu còn không hỏi ngươi, ngươi cùng tên này là quan hệ như thế nào? Chật chậc, đột nhiên, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, người đã lớn như vậy, còn không nhìn ra, người ta ở giữa là quan hệ như thế nào a. À? Ai, đang nổi nóng Phương Tuấn Kiệt, phẫn nộ quay lại, thì thấy phía trước trên đại thụ, đứng thẳng một tên thân thể mặc hắc bào người thần bí. Hai tên hư không cảnh đại viên mãn thần sắc khẽ giật mình, bọn họ nguyên niệm thủy trung phóng thích, cũng chưa phát hiện người áo đen là thế nào tới. Đừng hỏi ta là ai, người áo đen nhẹ nhàng nhảy xuống, tóc dài tán loạn che khuất mặt làm cho không người nào có thể quan sát chân dung nói bởi vì ta nói ra sẽ hoảng sợ chết các ngươi núp trong bóng tối yến sơn tuyết bất đắc dĩ lắc đầu tên này thực biết chơi mất một lúc thì cải trang thành bộ dáng như thế nếu không có sớm biết chỉ sợ ngay cả mình đều không sẽ nhận ra được nguyên lai like, cái này toàn thân bị hắc bào bao phủ người thần bí cũng là vân đại tiện thần Cù chết chúng ta phương tuấn kiệt cười lạnh nói chẳng lẽ lại ngươi là tiểu thần chủ vân đại tiện thần nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ hướng vân phi dương thản nhiên nói buông ra tiểu tử kia ta tha các ngươi không chết một câu hoảng sợ chết các ngươi một câu tha các ngươi không chết thật sự là lại cuồng lại phách lối a à. phương ra cái kia hai tên hư không cảnh đại viên mãn nhất thời nhíu mày lại bọn họ đã từ trên người người áo đen bắt được thối cốt kỳ cảnh giới khí tức. mẹ thời đại này gà mờ đều dám ra đây trang ba phương tuấn kiệt mặt mũi tràn đầy nộ khí lại là áp chế lại cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Xoát, đột nhiên, một trận gió thổi tới, định mắt nhìn đi, chỉ thấy người áo đen kia đã thủ tại trước ngựa. Không tốt, hai tên phương gia võ giả kinh hãi, thì muốn xông tới bảo hộ thiếu gia, có thể vừa đi ra một bước, lại nghe bành một tiếng truyền đến. Vân đại tiện thần một quyền đem ngựa trắng đạp ngã xuống đất, phương tuấn kiệt còn từ phía trên chật vật lăn xuống tới. Ngươi, hắn từ dưới đất bò dậy, nhịn đau, điên một dạng giận dữ hét giết hắn xoát xoát, hai tên phương gia võ giả nhanh chóng lao tới, mỗi người ngưng tụ hơn 6 ngàn trọng thuần nguyên lực, muốn đem người áo đen tại chỗ oanh sát. Nhưng mà, thì tại sắp mệnh chung lúc, Vân Đại Tiện Thần đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhóm chế trụ hai người quyền đầu, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tổng cộng một vạn hai ngàn trọng thuần nguyên lực, nhất thời bị hóa giải vô ảnh vô tung. Làm sao có thể, hai tên phương gia võ giả hãi nhiên kinh hãi, một cái thối cốt kỳ, dễ như trở bàn tay hóa giải mất chính mình lực lượng cái này mẹ nó quá dọa người a à. Vân Đại Tiện Thần cười nói, muốn giết ta, chỉ là hư không cảnh đại viên mãn, còn chưa đủ tư cách. Ngươi, ngươi không phải thối cốt kỳ. Một tên võ giả run rẩy thanh âm nói, ngươi là hư không cảnh. Hư không cảnh, đứng ở bên cạnh Phương Tuấn Kiệt nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, tâm lý còn nói thầm, xong, đụng phải cao thủ. chương 816, trương lên đường, tiến về vô song thành. Phương gia võ giả đoán sai, Vân Phi Dương là hư không cảnh cường giả. Có thể hiểu được, dưới tình huống bình thường, không phải hư không cảnh cường giả, lại có ai có thể chỉ dựa vào song quyền thì hóa giải mất một vạn hai ngàn trọng thuần nguyên lực đây. Phương Tuấn Kiệt quá sợ hãi, bọn họ Phương gia chính là gia tộc nhị lưu, mạnh nhất cũng mới hư không cảnh chân long kỳ nhị trọng, lần này xem như gặp được cao thủ. Sang rác, đột nhiên, Vân Đại Tiện Thần dùng lực một nắm, bị trói buộc hai tên Phương gia võ giả quyền xương nhất thời bị bóp nát. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỗ tối yến sơn tuyết âm thầm lắc đầu. Tại thế này, chỉ sợ chỉ có tên yêu nghiệt này mới có thể lấy thối cốt kỳ cảnh giới, dễ như trở bàn tay trà đạp phá toái cảnh đại viên mãn. Xoát, vân đại tiện thần tiện tay đem hai tên kêu thảm phương ra võ giả ném ra bên ngoài, hắn hướng đi phương Tuấn Kiệt, âm u nói tiểu tử, đến phiên ngươi. Phương Tuấn Kiệt lui lại một bước, sợ hãi nói tiền bối, ta chính là vô song thành phương ra dòng chính. Lúc này, chỉ có thể quang minh thân phận, hy vọng đối phương nghe nói qua, có thể có kiêng kỵ. Vô song thành, phương gia vân đại tiện thần cười nói, giống như nghe nói qua. Phương Tuấn Kiệt đại hỉ, chỉ cần nghe nói qua gia tộc mình, nhất định cũng biết mình phụ thân danh hào. Hắn chắp tay nói, gia phụ tên là Phương Văn Hầu, phương gia đương đại gia chủ. Phương Văn Hầu, vân đại tiện thần giả bộ suy nghĩ, chợt vỗ chán, nói ta nhớ tới, cha người thiếu nợ ta không ít tiền đâu. Thiếu tiền hắn, Phương Tuấn Kiệt khẽ giật mình. Vân Đại Tiện thần nói: "Tiểu tử, ngày hôm nay đụng phải ngươi cũng là trùng hợp, mang ta đi phương ra các người muốn tính nợ." "Tốt, tốt." Phương Tuấn Kiệt nói: "Ta mang tiền bối đi, chỉ cần có thể về đến Vô Song Thành, như vậy chính mình cũng liền an toàn." Vân Đại Tiện thần lạnh lùng nói: "Trước nghỉ ngơi một hồi, lại lên đường." Nói: "Hướng đi nằm tại ven đường, cái kia thổ thương ngã xuống đất người trẻ tuổi, môn học khảo thí sao tính toán nhìn đều không đến xem, nói uy, ngươi không sao chứ?" không có không có việc gì. Vân Phi dương gian nan đứng dậy, xóa đi khóe miệng chảy máu, trong con người có vẻ cảm kích. Nếu như không phải hắn xuất hiện, chính mình chỉ sợ đã chết. Vân Đại tiện thần quăng ra một viên thuốc, nói đây là liệu thương đan. Vân Phi dương sau khi nhận được, hơi chút cân nhắc, không chút do dự nuốt vào. Một cái hư không cảnh cường giả, hẳn là sẽ không độc chết chính mình cái này gà mờ. Đan dược vào miệng tức hóa, Vân Phi Dương bị hao tổn kinh mạch, nhất thời đạt được khôi phục, ở ngực thống khổ cũng giảm bớt không ít hắn cảm kích nói đa tạ tiền bối vân đại tiện thần nói mang theo nữ nhân ngươi đi thôi trên đời này chuyện bất bình khắp nơi có thể thấy được giúp là giúp không đến nhưng đã gặp được khẳng định phải thành toàn đối với tiểu nam nữ mẹ lão tử thật sự là người tốt vân phi dương nhìn về phía kiệu hoa trước hạ mộng thần nói mộng thần đi theo ta đi rời đi nơi này đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương ẩn cư phi dương ca hạ mộng thần thanh lệ chảy xuôi nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, quả quyết từ chối không tiếp nói, ta không thể đi. Vân Phi Dương thống khổ nói, vì cái gì? Hạ mộng thần cắn môi mỏng, nói ta đi, hạ ra làm sao bây giờ? Vân Phi Dương sững sờ, đột nhiên, hắn cười rộ lên, cười bi thương, cười điên. Vân Đại Tiện Thần âm thầm lắc đầu, đã từng hoa lạc, cũng là như thế cự tuyệt diệp khai, khi đó, hắn thân ở mộng cảnh, bất lực, ngày hôm nay tại trong hiện thực gặp được, tự nhiên muốn thật tốt giúp một tay xoát, vân đại tiện thần bắt lấy vân phi dương, đem hắn đưa đến hạ mộng thần trước người, nói, ngồi vào đi. Cái này, đừng nói nhảm, vân phi dương chỉ có thể chui vào kiệu hoa, vân đại tiện thần còn nhìn về phía hạ mộng thần, nói, ngươi cũng đi vào. Phương Tuấn Kiệt nghe vậy, nhất thời tức điên, đây chính là chính mình sắp bái đường thành thân nữ nhân, làm sao có thể cùng khác nam nhân ngồi chung cùng một chỗ, mà lại, vẫn ngồi ở chính mình chuẩn bị kiệu hoa bên trong. Hắn rất giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hạ mộng thần cũng tiến vào kiệu hoa, vân đại tiện thần cái này mới nói, lên đường, tiến về vô song thành. Phương Tuấn Kiệt chỉ có thể ra lệnh tám tên tráng hán nâng lên kiệu hoa, dẫn đón dâu đổi rước dâu, hướng vô song thành bước đi. Trên đường, hắn hận hận thầm nghĩ, hôm nay chính là ta ngày đại hôn, cha nuôi ta khẳng định cũng tới chúc mừng, chờ tiến vào vô song thành, liền sẽ để cái này thần bí ra hỏa đẹp mắt. Kiệu hoa bên trong, hạ mộng thần nhìn lấy thủ thương vân phi dương, đau lòng nói, phi dương ca, người không sao chứ tốt nhiều, phục dụng đan dược về sau, Vân Phi Dương bị hao tổn kinh mạch đạt được khôi phục, âm thầm cả kinh nói, vị tiền bối kia, có thể có thần kỳ như thế đan dược, thân phận tất nhiên bất phàm. Phi Dương ca hạ mộng thần khóc nói, thật xin lỗi. Vân Phi Dương khổ sở nói, không phải ngươi sai, là ta quá vô dụng, liền nữ nhân yêu mến đều bảo hộ không. Đón dâu đội ngũ tiếp tục tiến lên, Yến Sơn Tuyết cùng thao thiết còn theo đuôi ở phía sau, bởi vì đi bộ duyên cỡ, một đoàn người đi hơn hai canh giờ, mới tiến vào vô song thành. Đón dâu đội ngũ đến, đốt pháo, ba ba ba, Phương Tuấn Kiệt mới vừa vào thành, chờ đã lâu Phương ra người hầu, thiêu đốt pháo. Bất quá, coi bọn hắn thấy rõ, Phương thiếu ra khập khiếng đi tới, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Thiếu ra ngựa đâu, còn có, đứng tại thiếu ra bên cạnh người áo đen kia, là ai đâu? Phương ra, Phương gia gia chủ Phương Văn Hầu, chính trong đại sảnh chiêu đãi tới tham gia hôn lễ khách mời, trên mặt mặt mày hớn hở. Phương gia chủ, chúc mừng, đông gia chủ, cùng vui cùng vui, A, à, nhìn phương gia chủ khí thế, chắc hẳn đã đột phá đến chân long kỳ nhị trọng đi, đây chính là song hỷ lâm môn nha. Ha ha ha, phương văn hầu cười nói, hơi có tăng tiến, không đáng giá nhắc tới. Thôi ra gia chủ, quà mừng 10.000 linh thạch, nhưng vào lúc này, một người phía dưới cao rộng quát. Giát, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, phương lão đệ, chúc mừng, chúc mừng, một tên uy vũ trung niên nhân nện bước hổ bộ đi tới, quanh thân bộc phát cực mạnh khí tức. Người này tên là Thôi An Trác, vô song thành bên trong, lòng đầu lão đại Thôi ra gia chủ, mà Thôi ra tại tiểu thần giới, là cùng Yến Sơn Tuyết Yến ra nổi danh, chính xác nhất lưu thế lực. Phương Văn Hầu vội vàng ninh đón, nói Thôi lão ca, người phần này quà mừng quá lớn, Thôi mỗ. Ai, Thôi An Trác khoát khoát tay, nói Tuấn Kiệt là con nuôi ta, hôm nay hắn ngày vui, ta cái này làm cha nuôi, xuất ra 10.000 khỏa linh thạch, cũng là chuyện đương nhiên lời vừa nói ra, tiện sát không thiếu gia chủ, nhìn xem, đây mới là vô song thành long đầu lão đại, đây mới thực sự là thế giao, xuất thủ cũng là xa xỉ. Phương Văn Hầu nói, thôi lão ca, mời vào bên trong. Thôi an chắc là hạng cân nặng khách quý, cho nên, thân là gia chủ, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi, mà Phương gia về sau có thể tại vô song thành đặt chân, cũng phải dựa vào thôi ra. Phương Văn Hầu vừa mới ngồi xuống, còn chưa mở miệng nói chuyện với nhau. Bên ngoài phủ, một tên phương gia người hầu lộn nhào xông tới, nói, gia chủ, không tốt, thiếu gia ở cửa thành, bị người cưỡng ép. Phương văn hầu phẫn nộ đứng lên, hắn phóng thích nguyên nghiệp, rất nhanh bắt được, cửa thành trên đường phố, một tên người áo đen chế trụ con trai mình cái cổ, từng bước một đi tới, vây chung quanh phương gia võ giả còn không dám tới gần. Ba, thôi an chắc vỗ bàn một cái, mục quang lãnh lệ nói, dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết. Trường 817, Trường Bảo Tiêu, đến lượt ngươi ra sân hạ nhân hô to một tiếng kinh động ở hiện trường đến chúc mừng cường giả bọn họ nhao nhao phóng thích nguyên niệm rất nhanh liền phát hiện cửa thành cưỡng ép lấy phương tuấn kiệt vân đại tiện thần ha ha đây là ai nha dám ở vô song thành cưỡng ép công tử nhà họ phương người này cảnh giới giống như chỉ là thối cốt kỳ can đảm lắm a à. mọi người nhao nhao lắc đầu cái này thần thần bí bí người áo đen dám ở phương ra ngày vui bắt cóc tân lang nhất định bi kịch không nói phương văn hầu liền nói Phương Tuấn Kiệt cha nuôi Thôi An Trác khẳng định cũng không thể trả cho hắn. Quả là như vậy, Thôi An Trác phẫn nộ vỗ bàn một cái, mục quang lãnh lệ nói, dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết. Xoát, vừa dứt lời, biến mất trong đại sảnh, mà Phương Văn Hầu theo sát phía sau. Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, rất nhiều gia tộc cao tầng nhau nhau đuổi theo. Cửa thành, đang bắt cóc Phương Tuấn Kiệt, từng bước một mà đi vân đại tiện thần, đột nhiên cảm giác phía trước bộc phát ra khí thức cường đại. Thật mạnh, hắn ngạc nhiên nói, chỉ ít cũng phải chân long kỳ lục thất trọng đi. Hô, nhưng vào lúc này, thôi an trác đã bay tới, hắn ngừng chân giữa không trung, sát khí đằng đằng nói, tiểu tử, buông ra tuấn kiệt. Thanh âm hùng hậu, ẩn chứa khí tức, để dân chúng vây xem cùng phương gia võ giả tâm thần rung động. Vân đại tiện thần ngược lại không có dị thường, nhưng mà rõ ràng, người này thực lực mạnh, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ là nha, nếu như muốn chạy, hắn khẳng định cũng đuổi không kịp, trải qua 9 lần thối cốt vân đại tiện thần, lại nhiều một hạng năng khiếu, cái kia chính là chạy thật nhanh. Có cái này lực lượng, mặc dù đối mặt chân long kỳ thất trọng thôi an chắc, vân đại tiện thần cũng là thẳng tắp cái eo, nói thả hắn có thể, giao ra 100 ngàn linh thạch. Bắt cóc phương tuấn kiệt, chính là vì linh thạch, nếu như đối phương có thể thống khoái giao ra, như vậy, hắn cũng không thể quá khó xử. Há miệng cũng là 100 ngàn, ai sẽ giao a chạy tới phương văn hầu lập giữa không chung, vẫn nộ quát, dám ở vô song thành xảo trá, thật sự là không biết sống chết. Ngoà tào, lại tới một cái hư không cảnh, vân đại tiện thần thầm nói, xem ra, linh thạch không dễ kiếm nha. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, nội thành mấy tên khác hư không cảnh cường giả bay tới, bọn họ lập ở phía xa, rất hứng thú nhìn lên náo nhiệt. Đến lừa bịp phương ra, đây chính là vô cùng hiếm thấy, người áo đen hoặc là não tử có vấn đề, hoặc là cũng là tìm đường chết. Nội thành võ giả cùng bách tính, cũng cho rằng như vậy không cho linh thạch cũng được. Vân Đại Tiện Thần Thỏa Hiệp nói, chỉ cần ngươi phương ra, đồng ý hắn cùng hạ mộng thần giải trừ hôn ước, cũng không đi khó xử hạ ra, ta thì thả người. Ngồi tại kiệu hoa bên trong hạ mộng thần, thần sắc nao nao, trong đôi mắt đẹp hiện ra mừng rỡ. Nàng yêu tha thiết phân Phi Dương, nhưng cũng biết, sự việc đến một bước này, nhất định phải gả cho Phương Tuấn Kiệt, nếu không, hạ ra sẽ có diệt môn chi hỏa. Nếu như, vị tiền bối này lời nói, đạt được Phương gia đồng ý, chính mình khôi phục sự tự do, Hạ gia cũng không có nguy hiểm, liền có thể cùng người yêu tướng mạo gặp riêng. Phương gia đồng ý, Hạ Mộng Thần muốn quá đơn giản, một cái gia tộc quan tâm nhất cái gì? Quan tâm nhất là mặt mũi, định tốt hôn ước, lại là thành thân ngày, nếu như giải trừ, há không làm trò hề cho thiên hạ, mà phương gia về sau lại thế nào tại vô song thành lăn lộn đâu. Vân đại tiện thần yêu cầu này, đối phương nhà tới nói, tiền peso muốn 100 ngàn linh thạch còn nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Phương Văn Hầu không thể nhịn được nữa, đột nhiên xông lại, hắn có tự tin, có thể đoạt lại nhi tử, cũng đánh giết cái này hắc bào nam tử. Vân Đại Tiện Thần bắt được hắn cử động, dẫm lên thân pháp né tránh, đem Phương Tuấn Kiệt nhấc lên. Lãnh đạm nói, lão thất phu, người lại làm loạn, nhi tử coi như đi âm phủ đại hôn. Hừ, đột nhiên, thôi an chắc âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thôi cuồng. Vù vù, trong khoảnh khắc, một cuồn cuộn bàng bạc lực lượng, từ giữa không trung gào thét mà đến, trong nháy mắt đem vân đại tiện thần tràn ngập cũng hình thành khủng bố trói buộc chi lực đây là hư không cảnh uy áp là cường giả tại đối mặt người yếu lúc một loại tuyệt đối áp chế không hổ là chân long kỳ thất trọng cường giả như thế uy áp dù cho là ta cũng khó có thể chống lại dù là thủ tại rất xa võ giả cảm nhận được bay tới nhàn nhạt uy áp đều là thần sắc nghiêm nghị tiểu tử kia chỉ là thối cốt kỳ bị như thế uy áp mạnh mẽ trói buộc bên trong thân thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ chỉ sợ đã hoàn toàn tan vỡ đi khẳng định cũng không biết hắn đến cùng nơi nào đến dũng khí dám đến vô song thành xảo trá linh thạch mọi người nhao nhao nghị luận mà phương văn hầu còn lo lắng nói thôi lão ca nhi tử ta yên tâm thôi an chắc tự tin nói ta uy áp chỉ là nhằm vào tiểu tử kia tuấn kiệt không bị ảnh hưởng phương văn hầu nghe vậy nhất thời yên tâm nhìn về phía cái kia bị trói buộc người áo đen cười lạnh nói thật sự là không biết sống chết ra hỏa soát hắn rơi xuống từng bước một đi qua trong con người hiện ra sát cơ. Cha Phương Tuấn Kiệt yếu ớt nói, nhanh nhanh cứu ta. Mặc dù biết, người áo đen bị cha nuôi uy áp trói buộc, không thể động đậy, nhưng vẫn là sợ có ngoài ý muốn, nhanh chóng hy vọng có thể thoát thân. Phương Văn Hầu đi tới, hắn nhẹ nhàng kéo một cái, đem nhi tử kéo trở về, không sai sau khi ngưng tụ lấy nhất long chi lực, đánh phía người áo đen. Muốn chết, Phương gia chủ rất tức giận, người này sợ là phải bị oanh máu thịt be bét. Mọi người nhao nhao lắc đầu, tiền bối, Tiểu hoa bên trong vân phi dương nắm quyền, nhưng mà, nhưng vào lúc này, bị trói buộc mà định ra cách vân đại tiện thần, đột nhiên giơ tay lên, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế, chế trụ phương văn hầu tay phải mạch đập bên trên. Khí mạch bị phong, phương văn hầu nhất long chi lực nhất thời tán loạn, xoát, vân phi dương trở tay đem chế trụ, một cái tay khác đúng bóp ở cổ hắn bên trên, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Khoảng cách gần đây phương tuấn kiệt mộng, hắn chỉ là cảm thấy, một trận gió thổi tới, định mắt nhìn đi, liền phát hiện phụ thân đã bị hắn cương ép. Vân Đại Tiện Thần bắt giữ Phương Gia Gia Chủ, có thể nói tốc độ ánh sáng, nhanh đến cực hạn. Thôi An chắc ý thức được không ổn về sau, hoảng sợ nói, người người không có bị trói buộc. Thật có lỗi, Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép lấy Phương Văn Hầu, cười nói, người uy áp, đối lão tử tới nói, còn chưa đủ gãi ngứa ngứa đây. Đây là lời nói thật, lấy hắn hiện tại cường đại linh hồn lực, hư không cảnh chân long kỳ uy áp, căn bản không có hiệu quả, vừa rồi sở dĩ bất động, chính là vì thả cá nhỏ, bắt cá lớn. Lão thất phu, vân đại tiện thần bóp lấy phương văn hầu khí mạch, nói, muốn bảo trụ mệnh lời nói, giao ra 200 ngàn linh thạch. Hô, đột nhiên, thôi ăn chắc cực tốc vào tới, tay phải vung lên, ngừng tụ chân long chi lực nhiều đến 10 tầng. 10 tầng chân long, có thể so với 10 vạn tầng thuần nguyên lực. Cỗ lực lượng này, đã mạnh phi thường, nhưng mà, vân phi dương lại không bối rối. Hắn lạnh nhạt nói, ta bảo tiêu, đến lượt ngươi ra sân. Hô, vừa dứt lời, cửa thành hiện ra khủng bố lệ khí, một đạo hắc ảnh bay chuồn mà đến. Cạn bã, thao thiết khí thế ngập trời mà đến, vung tay lên, sau lưng hiện ra nguyên thủy thú hình hư ảnh, cũng cả giận nói ăn bản vương một quyền. chương 818, chương một quyền vỡ nát không gian. Ngoài thành hiện ra bàng bạc lệ khí, khiến cho thôi an chắc thần sắc giật mình, nghĩ thầm, đừng nói là, có cái gì cường đại hung thú xuất hiện. Khi hắn thấy rõ, một cái nam tử tóc tím bay lượn mà đến, khí tức theo trên thân bạo phát, càng thêm khó hiểu. Rõ ràng một cái nhân loại, là sao phát ra khí tức, cùng hung thú cực kỳ tương tự. Thôi an chắc chắc chắn sẽ không nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện nam tử tóc tím, lại là thần giới thần thú một trong. Cạn bã, thao thiết sông lại, đấm ra một quyền, phẫn nổ quát, ăn bản vương một quyền. Sau lưng của hắn hiện ra thú hình bản thể, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng là dị thường khiếp người. Đây là vũ kỹ, thao thế phía sau bản thể hình thái, bị ở hiện trường mấy tên hư không cảnh cường giả tưởng lầm là một loại nào đó vũ khí khí thế mặc dù dọa người lại không có quá cường lực lượng bạo phát kẻ này dám cùng thôi ra chủ liều mạng kết quả sợ là phải ngã nấm mốc mấy tên hư không cảnh cường giả cười rộ lên thao thiết cũng không phải là võ giả cũng không có tu luyện võ đạo chỉ quanh thân bộc phát ra đặc biệt lệ khí bên ngoài cũng không có cái gì thuần nguyên lực bộc lộ rất dễ dàng bị người nghĩ lầm không có thực lực gì thao thiết không có thuần nguyên lực nhưng bên trong thân thể ngưng tụ thì là thuần túy nhất thú lực, không đánh tại mục tiêu trên thân, rất khó khiến người ta phán đoán ra uy lực tới. Không biết sống chết, thôi an chắc cười lạnh một tiếng, xem thường, cũng xong quyền vung lên, đón lấy đột kích nam tử tóc tím. Cuối cùng, hai người liều một quyền, oanh, đinh tai nhức óc va nhau âm thanh trong thành vang lên, bạo phát sự uy trong nháy mắt đem trên đường phố bản đá chấn vỡ, thành hàng phòng ốc sụp đổ. Đăng đăng đăng, tự tin thôi an chắc liên tục lùi gấp, mỗi lùi một bước, dưới chân đều lõm đi xuống cho đến lui hơn hai mươi bước phương mới đứng vững thân thể trái lại thao thiết lập tại nguyên chỗ lạnh lẽo âm u cười nói cặn bã qua à, thôi an chắc phun ra một ngụm máu sắc mặt đột nhiên tái nhợt hiển nhiên đối bính về sau thụ thương vân đại tiện thần mừng thầm quả nhiên ăn lâu như vậy linh thạch thao thiết không có để cho mình thất vọng là một cái rất không tệ tay chân quan chiến lư không cảnh cường giả nhao nhao quá sợ hãi thôi ra chủ dạng này chân long kỳ thất trọng lại bị một quyền đánh thổ huyết, chẳng lẽ nam tử tóc tím đã đạt tới 9 tầng, hoặc bước vào khai khiếu kỳ. Mà vẻn vẹn, chỉ là người áo đen bảo tiêu, xoát, mấy tên hư không cảnh cường giả, cùng nhau nhìn về phía vân đại tiện thần, âm thầm suy đoán, người này có thể có như thế cấp bậc bảo tiêu, sợ là thân phận không tầm thường A. À. Thủ thương, ăn thiệt thòi thôi an chắc cũng ý thức được điểm này, hắn xóa đi khóe miệng chảy máu, nói các hạ, là ai? vân đại tiện thần cười nói ta không nói cho ngươi nói ra lệnh bảo tiêu đem tên này đánh cho ta phục Xoát, vì linh thạch thao thiết vẫn là rất có chuyên nghiệp tinh thần đâu hắn một bước phóng ra hướng về thôi an trác đập tới thôi an trác vốn là thụ thương lại như thế nào có thể ngăn cản được vẻn vẹn mấy chiêu liền bị thao thiết đánh liên tục bại lui các ngươi còn chờ cái gì hắn hướng về phía vây xem hư không cảnh cường giả phẫn nộ quát toàn lên a vô song thành bên trong có quy định nếu có võ giả đến nội thành nháo sự, các đại gia tộc, lẽ ra liên thủ cùng chung mối thủ. Lên, xoát xoát, sáu tên hư không cảnh cường giả nhao nhao bay tới, không chút do dự hướng thao thiết đập tới. Một đám cặn bã, thao thiết thủ tại trên đường phố, song quyền vung lên, hình thành hai cỗ to lớn khí lưu, cũng cuốn về phía sáu tên hư không cảnh. Không tốt, mọi người đều kinh hãi, vội vàng lui lại, tuy nhiên gian nan tránh đi, nhưng lục đạo khí lưu đi là mang ra hư nội thành không ít kiến trúc cấp bậc này chiến đấu, đem thành trì mang ra, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Sáu tên hư không cảnh cường giả phẫn nộ, tiếp theo tản ra, theo không cùng vị trí tiến lên, hình thành bọc đánh chi thế. Hư, thao thiết thờ ơ, ngạo nghễ nói, một đám cá nhỏ, ngày hôm nay bản vương thì để cho các người kiến thức một chút, cái gì gọi là không thể vượt qua lực lượng. Xoát, hắn một bước phóng ra, hiện lên khom lưng hình, song quyền chậm chậm mở ra, cũng bỗng nhiên nắm thật chặt, bên trong thân thể điên cuồng hiện ra lực lượng cường đại. Ừm, Vân Đại Tiện Thần nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, tên này khí thức quanh người đang không ngừng mạnh lên, tiếp đó, sợ rằng sẽ hội bộc phát ra rất mạnh chiêu thức tới. Cũng thực sự là, một đám chân long kỳ võ giả, cần phải bạo phát thực tình như vậy a. À. Vân Đại Tiện Thần sẽ không lý giải, phong quang vô hạn thức tỉnh thao thiết, bị cuồng nhân cốc võ giả cuồng loạn biệt khuất, cùng cái kia phần bi thương. Ngày hôm nay hắn nhất định muốn bạo phát, dùng thực lực để chứng minh chính mình là thần thú. A à thao thiết phẫn nộ vừa hô, hẹp dài con người bộc lộ ra hào quang màu đỏ, nhìn qua âm u chi cực. Trải qua, phía sau lần nữa hiện ra hư ảnh, mà lần này, lại là phá lệ rõ ràng, cũng tại thời gian nhanh nhất biến lớn. Đây là, hung thú, nội thành võ giả thấy thế, quá sợ hãi. Thôi an chắc bọn người càng là trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ thi triển là địa giai trở lên hóa thú hình vũ kỹ. Đột nhiên, thao thiết song quyền bỗng nhiên gõ trong hư không, liền thấy từng cái từng cái vết rách xuất hiện, giống như lít nha lít nhít mạng nhện. Ngỏa tào, vân đại tiện thần trừng to mắt, một quyền đi xuống, đánh nát tiểu thần giới không gian bích lũy, cái này phi thường châu bỏ xiên. Thôi an chắc cùng sáu tên hư không cảnh cường giả, mắt thấy một màn này, dọa đến ba hồn bảy vía đều không. Một quyền dung chuyển không gian, người này thực lực, tuyệt đối tại hóa thần cảnh trở lên A. Ta thiên, hắn đến cùng là ai? Vô song thành bên trong võ giả nhìn lấy giữa không chung không ngừng sinh ra lít nha lít nhít vết rách, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên, không hề nghi ngờ, thao thiết một quyền này, mang đến hiệu quả, hoàn toàn có thể dùng trên đời chấn kinh để hình dung. Ha ha, nhưng vào lúc này, hắn ngửa đầu cười to, khí thôn sơn hà nói cho bản vương nát, bành, một quyền lần nữa vung ra. Vỡ tan không gian, nhất thời không chịu nổi gánh nặng, xoát xoát nước toát ra, lạnh lùng dòng chảy không gian, gào thét mà ra. Vù vù, chung quanh phòng ốc nhao nhao bị xoắn nát, cũng tại cường đại hấp lực hạ tan nhập vết nứt không gian bên trong. Thôi an chắc cùng sáu tên hư không cảnh cường giả, dọa đến mặt đều xanh, sử xuất bú sữa kình, hướng phía sau lùi gấp. Lấy bọn họ cảnh giới cùng thực lực, một khi bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong, hạ chàng chỉ có một cái, cái kia chính là thịt nát xương tan. Ngọa Tào, Vân Đại Tiện thần âm thầm líu lưỡi nói, tên này có chút mãnh liệt a. À. Ngoài thành Yến Sơn Tuyết, mắt hạnh chừng chừng, nàng khó có thể tin nói, không nghĩ tới, cái này yếu đuối gia hỏa sẽ mạnh như vậy, khó trách làm bảo tiêu. Thao thiết cho Yến Sơn Tuyết nhận biết, là một cái vì linh thạch, có thể từ bỏ hết thảy tôn nghiêm ra hỏa, không nghĩ tới, nguyên lai, thế mà thâm tàng bất lộ. Không gian vỡ vụn, chỉ là tiếp tục một lát, rất nhanh, cái kia từng cái từng cái vết rách đền bù bên trên, lạnh lùng khí lưu cũng tiêu giảm. Thao thiết rất khó chịu, nếu như chính mình thực lực triệt để khôi phục, một quyền đi xuống, nhất định có thể để cái này hạ đẳng vị diện không gian, vĩnh cửu vỡ vụn. Thôi an chắc bọn người tránh đi về sau, chưa tỉnh hồn lập giữa không chung, nhìn về phía thao thiết trong ánh mắt, có thật sâu kiêng kỵ. Bọn họ, thật sợ, chương 819, 1, chương xin hỏi bằng hiếu, tôn tính đại danh, một quyền vỡ nát không gian, bực này lực lượng, đã siêu việt hư không cảnh, thôi an chắc cùng sáu tên cường giả, không sợ, khẳng định không có đạo lý. Giờ phút này, bọn họ đã đánh mất chiến đấu lực, trong con người hiện ra, chỉ còn lại có chấn kinh cùng hoảng sợ. Ha ha ha, thao thiết cười lớn đám cặn bã bị bản vương thực lực hù đến không hù đến đều nhanh hoảng sợ nước tiểu thôi an chắc rốt cuộc minh bạch người áo đen kia dám ở vô song thành bắt cóc chính mình con nuôi nguyên lai không có sợ hãi bị vân đại tiện thần trói buộc phương văn hầu cùng đứng ở bên cạnh phương tuấn kiệt từng cái mặt xám như cho người áo đen bảo tiêu càng như thế mãnh liệt phương ra có tư cách gì đi phản kháng thôi an chắc vội vàng rơi xuống chắp tay nói vị bằng hữu này vừa rồi thôi mỗ có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Chịu thua, dù sao, vỡ nát không gian cường giả, là hắn chuẩn nhất lưu gia tộc không dám trêu chọc, mà người áo đen thân phận, khẳng định cao quý, có lẽ là siêu nhất lưu gia tộc dòng chính. Là sao cho rằng như vậy? Bởi vì, trừ siêu nhất lưu thế lực bên ngoài, còn có gia tộc kia, làm cho vỡ nát không gian, có thể mạnh hơn hóa thần cảnh người, đi làm bảo tiêu nha. Xoát, mặt khác sáu tên hư không cảnh cũng nhao nhao rơi xuống, tại cường giả chân chính trước mặt, bọn họ không có tư cách treo lơ lửng giữa trời. Ai, Vân Đại Tiện Thần lắc đầu, nói ta chỉ là muốn làm điểm linh thạch, là sao thì không cho ta đây. Yến Sơn đúng là im lặng, người trường này miệng muốn 100 ngàn, 200 ngàn, còn gọi muốn làm điểm linh thạch. Vô song thành cường giả cũng là sụp đổ, nhưng không có can đảm lên tiếng. Làm ý thức được thực lực đối phương quá mạnh, bắt đầu ra vẻ đáng thương, đây chính là hiện thực. Cho, cho, bị trói buộc Phương Văn Hầu, vội vàng nói, Phương gia ta cho linh thạch. Vân Đại Tiện Thần nói, cho bao nhiêu? Phương Văn Hầu căn bản không có cân nhắc, nói thẳng, 200 ngàn. Số lượng này phi thường lớn, Phương gia mặc dù lấy ra, cũng là nguyên khí đại thương, nhưng nếu như có thể không đắc tội hắc bảo nhân này, coi như táng ra bại sản, cũng đáng. Vân Phi Dương nói, ta người này cũng không phải không đem đạo lý, như vậy đi, Phương gia xuất ra 200 ngàn. Nói, chỉ hướng thôi an chắc, nói, người xuất ra 100 ngàn. Sau đó, lại chỉ hướng 6 tên hư không cảnh, nói các ngươi, mỗi người xuất ra 20 ngàn. Cái này, có ý kiến, vân đại tiện thần ánh mắt lạnh lẽo, bành, thao thiết một chân bước ra, đem mặt đất chấn vỡ, nắm quyền đầu, lạnh lùng đe dọa, bản vương lại đến một quyền, hậu quả, các ngươi hẳn phải biết. Thật tốt, thôi an chắc bọn người lúc này đồng ý, bọn họ thật sợ nam tử tóc tím lại đến một quyền, bởi vì, vỡ nát không gian hậu quả nghiêm trọng, cũng là để vô song thành phân mảnh. Linh thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu để cho gia viên của mình vỡ nát cái kia đại giới nhưng không cách nào tính ra thôi an chắc bọn người hiện tại thì một cái ý nghĩ nhanh giao ra linh thạch đưa đi hai cái ôn thần còn có vân đại tiện thần nói hạ mộng thần cùng ngươi phương ra hôn ước từ đó giải trừ dám đi hạ ra tìm phiền toái ta định không buông tha ngươi mấy chữ cuối cùng cố ý cất cao giọng điều hiểu rõ hiểu rõ phương văn hầu thỏa hiệp gia tộc mặt mũi rất trọng yếu thế nhưng đạt được thời điểm giờ phút này như còn khăng khăng muốn mặt mũi, hậu quả cũng là cửa nát nhà tan. Vân Đại Tiện Thần nhìn về phía Thôi An chắc bọn người, nói các người đâu. Bằng hiếu, xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đi tìm hạ gia phiền phức. Vô song thành gia tộc, chẳng những sẽ không đi tìm hạ gia phiền phức, hiện tại hận không thể mang theo hậu lễ đi bái phòng đây. Vân Đại Tiện Thần rất hài lòng đem Phương Văn Hầu thả ra, thản nhiên nói, nhanh chuẩn bị linh thạch đi, thời gian của ta có hạn. Đúng đúng, Phương văn hầu không có do dự chốc lát, vội vàng chạy tới phương ra, thôi ăn chắc mấy người cũng lần lượt rời đi, về nhà trù bị linh thạch. Bọn họ đều đi về sau, thao thiết theo sát đi tới, thấp giọng nói bản vương biểu hiện thế nào. Không tệ, vân đại tiện thần cười nói, rất có bảo tiêu phong phạm. Thao thiết thấp giọng nói, chờ một chút, thu hoạch được linh thạch, người được nhiều phân cho bản vương điểm. Có thể, vân đại tiện thần sảng khoái nói cho người 50.000 khỏa. Nghe được con số này thao thiết hai mắt bốc lên kim quang, kém chút hạnh phúc ngất đi. Phi, còn thần thú đây, kiệu hoa bên trong, mắt thấy vô song thành các cường giả, đối người áo đen kiêng kỵ vạn phần, hạ mộng thần cả kinh nói, phi phi dương ca, vị tiền bối này là đại nhân vật A. Ừm, um, vân phi dương lôi kéo tay nàng, nói tiền bối giúp chúng ta giải quyết phiền phức, người không cần gả cho phương gia, cũng không cần lo lắng, bọn họ sẽ đi tìm hạ gia phiền phức. Hạ mộng thần nước mắt rơi hạ, nhào vào trong ngực hắn, Nước nở nói, Phi Dương ca, đây không phải mộng a à. Vân Phi Dương an ủi nàng, nói, đây không phải mộng, chúng ta đụng phải người tốt. Thôi an chắc bọn người hiệu suất vẫn là rất nhanh, chỉ một lát thần, thì chuẩn bị đủ linh thạch, đuổi tới cửa thành, một viên không thiếu nộp đi lên. Phương ra 200 ngàn, thôi ra 100 ngàn, 6 gia tộc, 120 ngàn. Vân Đại Tiện Thần lập tức thì thu hoạch được 42 vạn linh thạch, số lượng này, làm cho ngoài thành Yến Sơn tuyết âm thầm líu lưỡi. Linh thạch tới tay, cái kia đôi tiểu tình lữ sự việc cũng giải quyết, Vân Đại Tiện Thần liền muốn rời khỏi. Bất quá, vừa mới chuẩn bị rút lui thời điểm, Thôi An Chắc lại chắp tay nói, xin hỏi bằng hiếu, tôn tính đại danh. Các đại gia tộc cũng là có chút chờ mong, cái cũng đánh, linh thạch cũng giao, nếu như từ đầu đến cuối, cũng không biết đối phương là thân phận gì, người nào, cái kia thật có chút bi kịch. Ai, thu nhiều như vậy linh thạch, yêu cầu này, vẫn là thỏa mãn bọn họ đi, Vân Phi Dương dừng lại, hắn tại mọi người nhìn hạ, chậm chậm đem che mặt hắc bào kéo xuống, hiển lộ ra khuôn mặt anh Tuấn, nhếch miệng lên, hiện ra mê chết thiếu nữ mỉm cười. Thôi an chắc thấy rõ tướng mạo, thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Phương Văn Hầu bọn người cũng là như thế. Đột nhiên, Thôi An chắc nhớ tới, hắn cả kinh nói, người ngươi là Vân Phi Dương. Lời vừa nói ra, Phương Văn Hầu bọn người, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, có người càng là nói, không tệ, cũng là hắn đến từ hạ đẳng vị diện thiên tài phương tuấn kiệt nghe vậy thần sắc đột nhiên ngốc trệ phải biết theo lại đến ngoài thành gặp được trùng tên vân phi dương hắn phách lối nói qua coi như ngươi là phàm giới vân phi dương dám vào hôm nay cản bản thiếu sau cùng cũng là chết kết quả đây kết quả đây đâu phương tuấn kiệt co quắp trên mặt đất lòng tràn đầy đắng chát khó trách hắc bào nhân này hội bắt cóc chính mình nguyên lai like, theo nói ra câu nói kia về sau chính mình mà đắc tội chân chính vân phi dương thật sự là tìm đường chết a à. hắn là vân phi dương há không phải liền là cuồng tông đệ tử ta thiên nội thành võ giả nhao nhao kinh hô lên tại đỉnh tiêm thế lực vòng tròn bên trong rất nhiều gia tộc đối cuồng tông khinh thường tại chú ý cho rằng đây chẳng qua là cái kéo dài hơi tàn tông môn nhưng ở hạ cấp thế lực phạm vi cuồng tông vẫn là rất có uy vọng huống hồ vân phi dương đại danh cũng là như sấm bên tai a à, không nghĩ tới hôm nay sẽ có vừa hên mắt thấy nhìn lấy mọi người chấn kinh biểu lộ phân phi dương tối thầm thở dài nói ca mị lực không thể đỡ chỉ cần bại lộ chân dung liền có thể gây nên bạo động đắc tội đắc tội